xanh giùm em. 115.000. Ok chị lụa dắt cam, một cái cam chị lụa nè. Ồ xanh đẹp quá ha. Rồi, chị nào 65 kg, 65 kg là này như cũng hết đúng không đây? Rồi mấy chị. Đây, chị nào 65 kg là bạn bên mango này cho em. Mango tay lỗi em bảo đảm mấy chị là không đẹp em không bằng tiền luôn. Cái này chị nào mà dưới 55 kg đừng mua nha, nó rộng. Hiểu không? Size này là size 65 lại vừa, mọi người thấy cái hình này không? Trời ơi mango luôn. Ok, chị Nga Quỳnh Thị một dầu đột quỵ nè. 65 nấu lại vừa, chị yêu nào chốt comment liền em. Rồi chơi luôn cho mấy chị mango bán 115.000 luôn. Không ai bán cho mấy chị bộ này 115.000 hết nha, chỉ có mình em Hương thôi. Lụa mango 115.000. Rồi chị yêu nào lấy bộ này chốt em liền. Mã số 1. 55 nấu lên, 65, 67 nấu lại vừa, nghe gõ số cái em hãy chốt mọi người nha. Mã 1 giùm em. Ôi đẹp chưa. Rồi mấy chị yêu nha. Đó, 55 đủ lên mấy chị gái nha. 65, 67 đủ lại mấy chị bạn đẹp cho em. Mã 2. Đây mấy chị có quần nè. Có túi mọi người nha. Nói chung là mango nó sẽ may túi cho mấy chị. Đó. Rồi chị yêu lấy 2 comment 2 giùm em. Mã số 2. Ôi ôi mấy chị quá đẹp luôn. Rồi mã đỏ đô cho chị Nguyễn My Anh luôn. Ok chị Ngoan Lê. À, đỏ đô 65 kg dạ hổng vừa. Mặc thử đi chị, mặc thử cái này ha. Ok, để em mặc cho. Chị muốn mặc, em mặc cho chị. Này là, này không. Trời ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp lắm. Lên đồ 53 kg nữa đi, 53 kg em đang mặc hai chị nè. Chị Phú Hữu ơi, cái này em mặc vừa là chị mặc vừa đó chị Phú Hữu. Em mặc là 53 kg đi chị. Đây. Em mặc cho mọi người coi, cái này em thấy bạn nó sẽ rộng từ lừ thà lè nè. Tại dưới 65 kg là đó em bạn gọn này lè là lừ mọi người thấy không, lụa manh gọn nó co giãn thoải mái nè. Chị nào 53 kg là bạn thứ gian em hôn mặt này nha. Đó em đang em 53 kg nè. Rồi chút xíu em lên thêm cho. Đó đây manh gọn đây mấy chị nha, đây mấy chị thấy quần cho. Đó chị nào mớm mớm như em thích thì cũng lụm được luôn đúng không. Chị nào mớm mớm như em nè, chị nào mà 53 kg thì bạn gọn lụm luôn. Mango chính mắt hả mấy chị, thấy mango chính mắt quá vậy. Rồi nè mấy chị 65 kg đẹp ha. Rồi ok, đỏ đang mặc cho chị Trang Trang, Nguyễn Trang Trang bộ nè. Dầu diêm son gì thanh tiện bộ nè. À, chị Hạ An lấy bộ cam 115 cho số hỏi đi chị Hạ An ơi. Rồi dầu ngừa đột quỵ 45. À, ok chị Trương cũng thấy chiều. Ờ, chiều là bên con em có nhân viên điện chút ngân cho chị ha. Rồi để em lên cái màu em đang mặc cho hết đi rồi xong rồi em qua cái khác cho mấy chị, qua cái kia lại. Ôi mấy chị ơi đẹp quá luôn, thiệt đẹp lắm. Chị nào 65 kg mua cái mango rồi đi, em bao mấy chị bạn bao đẹp bao xịn luôn. Rồi đây mấy đi. Rồi chị lấy bộ này cái mã 3 giùm em nha. 55 đổ lên, 65 nó đẹp giùm em. Mã số 3 lụa mango không, 115.000 một bộ nha. Chứ em lấy bộ này chứ mã 3 em em. Mã số 3 mấy chị yêu ơi. Đó, mã 3 bao đẹp luôn. Rồi chị An lấy bộ cam 115.000 lấy số hỏi em đi chị yêu ơi. Trời ơi mấy chị cái mã này đẹp nè. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi mấy chị yêu mã 4 nè. Đó mọi người thấy bạn cái cho em không nè. Sang lắm mấy chị, thiệt luôn. Mọi người bạn bao sang mấy chị gái nghe, quần túi nè. Đó. Em lắm. Rồi lấy bộ này cho mã 4 giùm em nè. Mã số 4 mấy chị gái nha. Ồ con đúng rồi vậy nè. Ồ đẹp không. 55 nổ lên, 65, 67 là đẹp mọi người nha. Mã 4 giùm em. Chị nào lấy 4 chút 4 giùm em. Rồi ok. Rồi mango bộ xanh chị mặc, cái đó không phải là mango nha. Bộ xanh mặc hôm nãy cho chị Trương Kim Lợi. Chị Lợi ơi, cái đó là Latin nha chị. Latin với mango thì vải nó cũng đẹp như nhau, hiểu không? Latin bạn còn mắc nữa nha. Rồi em nói bán cái nào nói đó mọi người nghe, cái này là mango nè. Còn cái này là Latin nè mấy chị. Đây Latin là em này. Đó, em này là Latin mọi người nha. Nó xanh biển nè. 40 đổ lên nha. 55, 56 lại mấy chị bạn đẹp em. Xanh biển, xanh biển của thằng Latin.
Ồ, mọi người thấy không? Đẹp chưa? Đó, ai lấy biển chút biển em cũng 115.000 đồng giá mọi người ha. Rồi, mã này mã mấy đây? Mã 5 giùm em nè. Ai lấy 5 chút 5, mã 5. Mã này like chưa ta? Rồi, rồi phải không? Rồi, chị nào lấy bộ ra mặt comment đỏ. Con nhúng là gì Hương? Trời ơi, cái này gắn gì trên xe nó chơi mà. Mình gắn ở trong xe á, cái đầu mình để cho nó còn nhúng, nhúng vậy nè. Mình gắn lên xe nó nhúng, nhúng gì đó. Rồi mấy chị. Đẹp ha. 55, 65 cái bằng này giùm em nè mấy chị. Ồ, đẹp ghê chưa? Nhiêu thi? Rồi, mã 6 giùm em. Chị nào lấy 6, comment 6 mấy chị ơi. Ôi da, mỏi chân quá vậy. Trời ơi, 115.000 bộ manh gồ mấy chị yêu ơi. Xe lê chi một em có mấy cục vàng. Có giấy thấm dầu không? Dạ chưa chị, chưa có. Rồi lấy bộ này coi anh 7. Có đồ hung mà chính tắc không hôn. Chị Ngọc Bạch tên Thi nói là cái điện thoại của chị có bị gì không? Từ bữa giờ nha. Là chị sao chị có địa chỉ. Nhưng mà cái điện thoại chị bị gì á chị Ngọc Bạch ơi. Chốt đơn không được luôn. Chị cho số lại em cũng không chốt đơn được luôn chị ha. Rồi lấy bộ này chứ mã 7 mọi người nha. 7 giùm em nè. 55, 65 cái bằng đẹp 7 giùm em. Rồi mấy chị 8 nè. Ai lấy 8 chút 8 giùm em. Có mã rồi Thi ơi. Rồi 55 đổ lên mấy chị ơi. 65, 67 đẹp nha mấy chị. Mã 8. Thấy là Thảo Nguyên lộ minh rồi nè bà Thảo Nguyên ơi. Dạ 55, 65 cái bằng đẹp chị ơi. Rồi lấy bộ này chứ mã 9 mọi người nha. 55, 65 chứ bằng dừa. Rồi mã số 9 giùm em. 115.000 bộ mấy chị yêu nha. Rồi chị lấy 9, comment 9 giùm em. Ôi ôi mấy chị nó đẹp ha. Rồi em qua tới cái khúc này nữa nè. Cái này là Latin mấy chị, Latin thì xe nhỏ. Ok chị Dương Kim Lợi. Đây mấy chị dễ thương không? Rồi chị lấy bộ này cho mọi người nha. Gấu màu giùm em nè. Con gấu màu vốn mua đổ lên 55-56 đẹp mấy chị hai. Gấu màu, gấu màu giùm em nè, coi cho đổ ghiền sao ạ. Chị nào lấy bộ này chứ mã gấu màu giùm em. 115.000 bộ Latin dầu Phật Linh em nói thật sự chị luôn, chị xài cái này em bảo ảm chị bao im luôn. Con gái nhỏ nghe màu đó mọi người, nghe hồi nhỏ nghe mấy chị ơi, xúc dầu nước xanh nó thật sự luôn. Em phải là em nói nổ. Nhà em là có dầu nước xanh của mà mấy cậu mấy chị em á, là ở bên Mỹ gửi về luôn mọi người nha. Nó là dầu thiệt luôn mấy chị. Mà nó là làng, nó không chịu. Mà xài nó chịu nè. Lượm anh gồ nhiêu chí vậy? Bữa chị mua hai cái ốc mát. Chị có sao thì điện không được nè. Cái sim sau này bị điện không được. 65.000 bảo đảm chị xài cực kỳ em luôn. Cho chị xem mấy mẫu lượm anh gồ đi em. Lụa thì em mới lên nè chị. Rồi gấu hồng. Ai lấy gấu hồng, chú gấu hồng em mấy chị ơi, gấu hồng. Bởi vì có sao này sao, khúc sau này không được nè chị. Khúc sau á hiểu không? Cái khúc sau á chị, còn khúc trước mình đi được á. Mã 4 đang mặc cho chị Nguyễn Thấm nè. Vậy hả? Chỗ chị dùng đỏ hả? Cái gì? Mã 4 lụa nào? Đâu có nói đang mặc đâu, chỉ nói là comment mã 4 mà. Em đang mặc về, em đang mặc là lụa mango. Chị Thí Hà vẫn được. Em không biết nữa, trường hợp mà có đơn, bữa có đơn mà điện chị không được thì vậy chị cứ mua đi chị. Chị cứ mua đi mà chị cho số lại bên em điện lại coi sao điện chị không được chứ chưa. Chị đẹp ha. Em đang mặc là vải lụa mango đó chị. Trời ơi, chị Hà cho bạn này đẹp lắm nè. Em hơn bạn rộng là chị Hà, bạn đẹp cực kỳ luôn, lụa mango. Rồi mấy chị ơi, 4 mua đổ lên nha. 55, 56 là đẹp giùm em nè. Chị lấy bộ này chứ mã hoa xanh giùm em. Hoa xanh Latin 115.000 một bộ mọi người nha. Ồ, dễ thương mấy chị. Hoa xanh giùm em. Chị lấy hoa xanh, rồi hoa xanh. Dễ thương chứ mấy chị. Rồi chế mã xanh đen 40 đổ lên mọi người nha. 55, 56 là vừa xanh đen. Em đang sale có 115.000 là chị Thí Hà ơi. Latin đang like cũng 115.000. Mango em đang mặc cũng 115.000. Mà bảo đảm chị Thí Hà, bạn bộ này chị Thí Hà nó trời ơi sao bạn Hương nó bán có 115.000 trời. Thiệt. Ok, gấu màu cho chị Nguyễn Hương bộ nè. Rồi lấy comment xanh đen mọi người nha, 115.000.
Em bảo rảnh với chị luôn. Chị nào mua bộ đồ của em hôn về là mấy chị nói trời ơi sao bà này bán rẻ quá vậy. Ôi ôi mấy chị đẹp chưa, rồi chứ mã lá bài hoa xanh cho chị Ngọc Kiều nè. Đó, hoa xanh là thi mới ship đó. Ôi ôi mấy chị, bà nào chốt lá bài vậy em. Trời ơi Thi ơi, nãy bảy bộ này tết tặng Thi. Trời ơi mình đi đâu kiếm. Gấu hồng như chị Nguyễn Hương dùng đỏ mà nhà bị phong tỏ luôn hả, cho coi lại mãi mình go mã năm coi thi mình go. Rồi lên tin đẹp quá trời mà không vừa uống quá. Chị Lê Giang như ký, chị Lê Giang như ký, chị Lê Giang ơi, nhà tôi ghiền dọc Phật Linh. Rồi nè chị mã năm nè, chị ơi mã năm nè. Trời ơi dĩ hài giấu của em ơi, bà với chị ấy mà mua cái này thiệt luôn, đẹp lắm. Ok, lá bài cho chị My Trương. Trời ơi bà ơi, tính để dành Tết bạn đó. Rồi nè, lá bài còn màu xanh đen nè. Trời ơi chị My Trương khách quen rồi. Ủa cho số hỏi lại luôn hả? Rồi, chị nào đổi số nhớ cho lại số nha. Rồi nè mấy chị, lá bài xanh đen. Hương nói chuyện một mình nè. Hương nói chị cần một mình. Rồi cho em lá bài xanh đen. Đó rồi lấy chốt nha, em đâu có lấy gấm đâu chị Thi Hồng Ngọc ơi. Rồi cái mã xanh đen lá bài, lá bài xanh đen. Rồi ơi mấy chị có mã năm đẹp quá ha. Ai lấy lá bài xanh đen rồi, mấy lá bài xanh đen nè em. À, ok lấy mã năm nè cho chị Phan, cho chị Phạm Linh. À, chị Phan Lại ơi, chị lấy lá bài xanh đen ha. Rồi à, chị Thi Hồng Ngọc ơi, bên em phí ship đồng giá toàn quốc 25.000 đơn, chị yêu ok không? Ok em chốt nghe, tại vì khách lộn lính nhà em nó luôn, chị là mua hàng mà nghe tốn ship là chị không, chị tắt máy không nói câu ân tình. Chị phải nói một câu ân tình cho nó nghe chị, hiểu không? Chị nói nè cưng ơi, cưng ơi cưng. Rồi ok lá bài cho chị Nguyễn Hương, còn lá bài xanh đen nha. Rồi mấy chị ơi hoa xanh, ai lấy hoa xanh chúc hoa xanh mọi người nha. Bên em lấy ship, lấy ship là rẻ toàn quốc mọi người nghe. À, trong tất cả các shop em biết á, chỉ mình shop Kim Hương là thứ 25.000 thôi nghe, còn mấy shop khác thì có chỗ 30, 35 và duy nhất một shop mọi người nghe đó có giá 20.000, em biết shop đó luôn mọi người nghe đó. Vậy đó mấy chị, có duy nhất là em thua shop đó thôi, tại shop đó em không làm lại nha mọi người nha, thiệt. Rồi ai lấy comment hoa nâu nè, hoa nâu mọi người nghe, cái này là đỏ đô đó mấy chị ơi, hoa đỏ đô nha, muốn lấy luôn rồi. Rồi la tàu ô chị ơi, Latin luôn chứ phải là Satin chị Mỹ Ngọc ơi, mà nó nhỏ. Nó nhỏ nha. Nó nhỏ. Rồi mấy chị, chị Lâu Dung mà. Chị Lâu Dung 60 kg cân nhiêu ta? Nhớ chị Lâu Dung thường chứ mua phay phân chung 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 chứ cũng bận vừa không thôi. Rồi hoa đỏ đôi giùm em. Cái này 57 đúng lại là bạn đẹp và chị Lâu Dung ơi. 60 kg em sợ có này em đang mặc nè. Manh gọn đang mặc nè, cũng 115.000 là mấy chị bạn được nè. Cái nắp có bồ đề không hả chị? Dầu bồ đề, cái nắp nó không có bồ đề chị ơi. Có em bồ đề nè. Chị ơi mà nó thơm lắm. Thật sự mọi người nghe, em có thử cái loại dầu loại 2 mọi người nghe, cái mùi nó sẽ khác mọi người nghe. Cái loại 2 tao bán có 40,000 hộp à nha. À, bên em mà mua đủ đơn là bên em đi hàng nha, đặc biệt là khách mới mà chị nha. Mấy chị khách mới mà chị đừng mua nhiều. Ok hoa đỏ chị Ngọc Kiều nè. Để em tâm sự mọi người khúc này nha, mấy chị khách mới mà chị đừng có mua nhiều. Đừng thấy em bán rẻ mà chị mua nhiều mới hiểu không? Mua 2 bộ, mua thử 2 bộ thôi đó. Phí ship 25.000, hàng tới mình kiểm tra hàng vừa ổng vừa báo shop, lần sau mình mua biết ý rồi mấy chị mua một bao cho em đó. Mấy chị mua nhiều cảm ơn mấy chị, hiểu không? Quan trọng cái khúc đầu tiên á, mình mua mà mấy chị nè, khách hồi sáng không có cái đơn, mấy chị gái này bị từ chối nhận lý do sao, chỉ mua 3 đơn liên tục 3 triệu mấy mọi người nghe, bả đâu có nhớ đồ rồi làm sao tụi em nhớ được. Mà hàng tới chỉ la tụi em là chỉ mua sao rồi trùng. Mà bây giờ mấy chị gái nghe, lỡ mà có trùng một bộ đi thì trả lại em một bộ không có mấy chị. Từ chối nguyên một đơn. 15 bộ trùng một bộ, không lấy 14 bộ còn lại nha mọi người nha. Rồi có dầu lăn không hơn có đâu à. Vậy cho dầu lăn nước trắng 55.000. 68 kg hả chị? 68 kg cao nhiêu? Cảm ơn chị Linh Nguyễn nha. Rồi mấy chị yêu nó, nên mọi người rút kinh nghiệm, đừng có mua nhiều. Rồi nào thấy gọi chốt đơn giả chiều nghe. Em xuống live là bên em điện chốt đơn tới 8 giờ tối, rồi ngày hôm sau mọi người nghe 8 giờ sáng điện chốt đơn tới 11 giờ.
Rồi ai lấy bộ này cho mình nha, sọc đỏ giùm em nè, sọc đỏ mấy chị yêu ơi. Ai lấy sọc đỏ giùm em. Hoa nâu, đây ok, hoa nâu cho chị Nguyễn Hương hoa nâu nè. Rồi chị yêu lấy bộ này cho mình, ủa cái này dễ thương quá thầy, có hai cái túi luôn mọi người nha. Rồi lấy bộ này cho mã hai túi giùm em. Hai túi mấy chị có này dễ thương không? Đó, ai lấy hai túi cho hai túi. Mình làm vậy tội nghiệp sớm người ta mấy chị không? Đó, mình mua vừa thôi. Rồi xong rồi lần sau mấy chị ưng bụng phải không? Rồi em nãy dụ như em biết chị chị bạn cái này vừa phải không? Trầu ô bà mua em mừng gần chết đúng không? Cảm ơn chị Nguyễn Thịnh Phát nè. Rồi lấy comment hai túi cho em mấy chị gái nghe, hai túi 68 cái mấy sáu bạn đang mặc nè. Ok hai túi thì chị Dung Dương hai túi nè. Ồ bộ dễ thương quá ha. Ừ. Rồi tiêu lấy bộ này cho mã hồng nè. Ồ ô mấy chị đủ cổ hết trơn. Đầu nước xanh em không có nước xanh mấy chị ơi, dòng nước xanh ở đây bán mình nói phải ấy kỳ mấy chị nha, thằng giả không mấy chị ơi. Rồi sao mua nhiều quá mà không bắt cọc luôn. Tàu ô chị ơi, bữa mà giờ bữa giao hàng bên bưu điện á chị Mỹ Ngọc, rồi có hai đứa nó làm, còn Thi nó không biết á chị Mỹ Ngọc, Thi nó không biết á chị, rồi nó vô nó gỡ gỡ luôn á chị. Không phải gì nè, không phải không biết, bả nói là có người quen giới thiệu y chang chị Mỹ Ngọc vậy đó, hiểu không? Có Vinh Thon không ơn có. Ok dầu lăn 55.000 chị Phan Lậy nè. Có tay ngắn 70kg có nha. Rồi lấy comment mấy chị ơi dễ thương ha. Rồi cho em mã bé Hồng. Bé Hồng tay ngắn 70kg mới thị đâu rồi thôi. Anh ấy bé Hồng cho bé Hồng. Ừ. Nói có người quen chị Mỹ Ngọc ơi giới thiệu qua. Rồi giới thiệu qua là dính Thi liền. Rồi lấy bộ này comment cổ riêu. Cổ riêu giùm em mấy chị gái nha. Ờ hay chưa hay chưa. Rồi cổ riêu em mấy chị ơi 115.000 cổ riêu. Rồi là chị ơi 70kg nè. 115.000 luôn. Rồi 70kg cho em mã chuột xanh. Đây mấy chị 75kg bằng vừa nè mấy chị ơi, chuột xanh giùm em 115.000 chuột xanh. Rồi mấy chị ơi sọc giùm em nè. Anh lấy sọc cho bên sọc nè. Lên quần dài cánh dơ nhiêu ký chị Linh Nguyễn nó đem lên liền. Rồi mấy chị ơi sọc giùm em nè, sọc ai lấy sọc comment sọc. Rồi xanh đen mấy chị yêu ơi, quá đẹp luôn. Ôi ôi mấy chị nghe dễ thương chưa, xanh đen giùm em 115.000 bộ mã xanh đen. Rồi nè cái cây này bu vui em tặng cho mọi người nè, có quần lửng 75kg. Dạ chị yêu ơi 75kg mình có thể nào giảm cân còn 55kg được không? Chuột xanh cho chị Dung chưa. Chị, mình dán giảm 20kg giùm em được không? Chứ 75kg không có. Áo lẻ ok, đợi em xíu nè. Rồi mấy chị nghe tặng nè. 40 đổ lên, hai túi em hết rồi chị Phan Lại ơi. Để coi coi bộ hai túi còn không ở đây nè. Xanh đen 70kg chị Mỹ Linh. Ê, như phải hai túi không ta? Cái này hai túi còn không? Ô này không phải hai túi nữa, tựa hai túi nha, này là xanh đen. Nói cưng nha. Rồi mã xanh đen 68kg chị My Việt luôn, ok. Ê, như là mình còn màu hồng nữa ha. Cái 70 còn Quynh ghê có, hình như là có, ý nghĩa để nhớ coi. Cái cây đó hình như nó còn màu hồng không đây? 70kg. Rồi mấy chị ơi, 55 nó lại vừa nè. Rồi đùi đồ thử không vừa gọi lại shop không được, không được chị, được chị, bạn không vừa điện cho em, bạn không vừa điện lại cho em, bên em lấy cho chị phân khác hơn mấy chị không. Rồi cảm ơn chị Nguyễn Thịnh Phát nè. Rồi bọn này lấy chốt sale 50.000 không, 40 đổ lên, 55 đổ lại vừa, hồng đùi 50, hồng đùi 50 bộ mới đưa lên cho chị. Em có cái cây bự hơn chị Mỹ Ngọc gọi em xíu, có cái đó mà bự hơn chị bằng dừa. Ngày nào cũng coi like bắt cười đau bụng vậy hả chị, cảm ơn chị nha, cảm ơn chị Nguyên Quách sọc xanh nè. Rồi mấy chị ơi con Doraemon nè 50.000, trầu ô chị ô 53kg em một nhà luôn chị ơi, một bao luôn. Rồi ai lấy bộ này chứ mã con Doraemon hồng 50.000, trầu ô dễ thương mọi người nha, 50.000 cánh dơ hai túi hả, trầu ô có luôn. Ok, hồng 50.000 chị My Trương, chết bà, hồng nào vậy? Hồng đậm, hồng vợt nha. Trời ơi, comment lại coi, ngáo đá bên đây nè. Đó, hồng đậm, hồng vợt.
ở trên kệ trên hết hả? Trong đó có không? Ừ. Rồi, hồng dâu 50.000 cho chị Nguyễn Thám nè. Vậy là hồng kia cho chị ghi đi. Mẫu răng mặt tàu ô mới vừa vô luôn là ơi, 115.000 anh gọi xe có 50.000 nè. Mình chăm ship mừng xỉu, còn người ta thì bơm. Ừ, thiệt luôn. Rồi xanh đùi 50.000 luôn mấy chị ơi, xanh đùi em 50.000. Mấy cái này lụa đẹp lắm mấy chị nha. Nên nổi cơn khùng khùng điên điên là bán vậy đó. Đúng không? Mấy chị yên tâm, đợi khúc nào mà em hơn vui vui là em bán ghê lắm. Rồi tím vợt luôn 50.000. 40 đổ lên 55-56 đẹp 50.000. Em cam màu xanh đâu phải nóng cái gì. Chai dầu em cầm màu xanh 65.000. Em ta coi. Đây, hồng đùi nữa nè. Chị Nguyễn Thế Hàng hồng đùi bỏ em đăng mặt là 115.000 manh gồn. Nhận hàng mấy chị được kiểm tra hàng. Không vừa thì báo, nhớ báo em tiếng nha. Mấy chị không báo rồi nó kích bơm mấy chị đó, hiểu không? Rồi đùi tím hồng tiền cho xuống thoại. Rồi mấy chị hồng còn hồng nè. Ồ sao cây này đâu ra trời, có 50.000 này trời. Mấy chị 50.000, 50 vàng 50. Rồi cho em 50.000 đó. Cảm ơn chị Bích Huyền nha. Trời ơi mấy chị thiệt, em thương mấy chị vậy đó. Đang mặc hết có mười mấy màu. Chị Kim Chi Nguyễn ơi, em thương mấy chị vậy phải sao? Kệ đi mấy chị nghe, mình liệu cơm gấp mắm mấy chị, hiểu không? Đó. Rồi ok Thí Hằng hồng đậm, hồng đặng 50.000 Thí Hằng. Hồng Quyền, chị Hồng Quyền lấy hồng 50.000 luôn. Nhớ mua ở nhà đùi tím, Hồng Quyền lấy đùi tím 50.000. Rồi vàng 50 của chị Nguyễn Thám. À, chị Nguyễn Hương, Nguyễn Hương chị cân giao bên bưu điện hay là giao bên bên shipper cho chị Nguyễn Hương thôi. Đơn chị Nguyễn Hương cân giao shipper GNT hay là bưu điện? GNT chị Nguyễn Hương ơi. Rồi hồng đậm em còn nha, đùi này không có 63. Ờ lấy em màu xanh, ok tím ở này nè mẹ. Còn màu xanh đó, xanh nó cho chị Dương Kim Lợn. Rồi hồng đậm, hồng đậm em còn mấy chị gái nha, 50.000 bộ à. Rồi mẹ này qua tới gì luôn rồi. Rồi lấy chốt mấy chị ơi 50. Rồi cho chị đang mặc coi phải không, ok. Ồ cái này hơi bị dễ thương luôn nè. Rồi đen 50, bà kiếm giống nhau. Lấy 4 bộ. Kìa 2 bộ Doraemon trước đi. 2 bộ Doraemon này trước được 2 bộ rồi. Rồi được 2 bộ Doraemon nè nghe chị Phương Anh Trần ơi. Vàng xanh hồng em hết luôn rồi chị Thí Hồ ơi, Hương ơi thông cảm nha. Ok được nha, được ok chị Thanh Tiền. Còn bộ hồng á kìa, còn bộ hồng vợt. Trời ơi rồi em gỡ là ok chương hồng, bữa nay mua đi gỡ luôn. Đen này xuống nhỏ nè chị Dương Dương ơi, đen này nhỏ Dương Dương mà không vừa nha. Lon ơi đỡ luôn. Trời ơi nãy giờ tao không dám lên, tao sợ mày chữ tao quá luôn thôi luôn. Thiệt. Mấy chị đúng không, bán đồ mà mấy chị mấy, ai mua hết là nó chửi em đó. Rồi đen 50 chị Minh Chương. Chị Dung Dương ơi chị bạn vừa không, em hết vàng rồi, em còn bộ hồng nè. Chị Dung Dương ơi cái bộ đen này nó xíu nha chị Dung Dương, nó xíu nha. Ờ ok ok chị mua cho ai đó. Rồi em còn bộ hồng giọt mấy chị ơi 50.000. Ừ ok, tưởng là chị mặc là không vừa nghe chị vừa cũng vàng ơi. Lon ơi đừng đi đi đái đĩa gì chơi nghe Lon, ngồi xào bù Lon, ngồi áo đẹp một cái ngang. Thiệt luôn nghe, tao nói cho xem lại lấy hồng gì. Cái gì nãy chị Nguyễn Thắng lấy hồng gì thi? Đúng rồi, chị Nguyễn Thí Hằng lấy bộ hồng đậm, đúng rồi, cục vàng ơi, đúng rồi. Giờ trời ơi, giọt đậm gì cũng bạn đại đấy chị ơi, có 50.000. Chị Lại ơi, em hết đen rồi, chị Lại ơi, còn em nè, chị lấy không? Chị, còn em nè, chị lấy không chị? Rồi, ok, chị Quyền Trăng bộ hồng luôn nè. Đó, trời ơi, nó đậm giọt gì là bạn đại đấy chị, rồi nè. 40 đổ lên, 52, 53 đẹp giùm em nè, cam 70.000. À, chị Lê Mỹ Trinh thân gia yêu của em ơi, chị Mỹ Linh ơi, à, hiện tại là tay dài người em mới ký em chưa có nghe chị. Rồi cam em 70.000 cam. À, lấy cam chúc em nè, cam cam này 70. Rồi đây, trời ơi hồi tháng tôi đợi bà trả lời đi rồi có nghe, mi chưa có hồng. Rồi ok chị, bỏ em mặt có 115.000, chắc lụa manh gồ mấy chị nhận hàng. Được kiểm tra hàng. Nếu không đẹp mấy chị trả cho em, ok không? Rồi mấy chị, 65 đổ lại giùm em mà em hôn xe cho mấy chị có 115.000. Lụa manh gồ lợi xịn luôn. Thấy Lon mà. Em hết hồng 50 rồi, Lon ơi thấy mày nhưng mà thấy cái chấm không à. Lon ơi thấy mày nghe, mà thấy cái chấm không à, chưa thấy được cái chữ comment nè.
Trời ơi, hết trơn luôn rồi chị Nguyễn Hương ơi. Này có ai không? Coi bộ đỏ đô Latin, đỏ đô Latin còn không đi? Rồi bộ 50 ngàn hết rồi chị Hương yêu dấu em ơi. Bộ này rồi, chị yêu lấy bộ này comment trắng giùm em nè. Trắng, thứ em đang mặc nha. Có đồ size 68kg không có chị? Ê, cái mi ma manh rộn chứ hết màu hồng có thi còn màu gì thi? Cho em thiện lấy xuống thôi. Cái pyjama mà 70kg á. Hết rồi, hết màu hồng rồi. Không phải chị nói còn nhiêu màu á, hiểu không? Không, cái này là lụa nghe cô ơi, lụa lụa. Có 70kg rồi chơi, đợi em xíu nè. À, lấy tay ngắn thêm cho em bộ nữa, ok chị Mỹ Linh. Lấy thêm tay ngắn thì chị em bỏ hai màu ha. Rồi, cảm ơn chị Thí Hằng nha. Lấy cái bộ pyjama 70kg, hai bộ hai màu đó cưng. Mấy chị mua hàng của em nè, mấy chị được kiểm tra, vừa không vừa báo bên em tiếng, rồi mấy chị mua cái khác đúng không? Rồi nè, chị đỏ đô nè. Cam 70 ngàn cho chị Chi Lam. Ok chị Lam, cái bộ cam 70 ngàn. Cam ton á, ừ. Rồi, 65 nó lại vừa, mọi người nghe chứ, mã trắng nè. 65 nó lại vừa, lụa mình gồ, mã trắng giùm em, ai lấy trắng chút trắng. Lên 70kg em mua giới ok, má Thiện đâu rồi. 70kg má để là má bặn cái gì, má em vui kìa Thiện nha mấy chị ơi. Rồi vàng giùm em nè. Nữa rồi. Chị em lấy chốt mọi người ơi, mấy chị đẹp nghe, mấy chị chuẩn bị lên mua áo lẻ mọi người nghe. Rồi 65 nó lại vừa em nè. Rồi cho em mã vàng. Vàng giùm em, màu trắng màu vàng. Đưa cái này lại chị nó thi. Rồi đồ 68kg để em lên lại cho. Rồi ai lấy bộ đang mặc chốt màu mọi người, lấy mặc comment đỏ nè. Chảy nước miếng. Rồi ai lấy bộ này chốt mã 6 mọi người nha. Ai lấy 6 chốt mã 6 em. Bịch bịch thực phẩm đem lên bán luôn. Rồi mã 6 mọi người nha. 115.000 bộ mã 6 nè. Ai lấy 6 chốt 6 giùm em. 55-65 cái bạn vừa mấy chị đây nè, em đang mặc nè mọi người nha. Trời ơi mấy chị, thấy không? Đó, em bạn nó rộng mọi người nghe, nó rộng như cái mên mông luôn á. Tại vì cái này là manh gồ, mấy chị hiểu không? Manh gồ nó ngủ vô dáng người mọi người nghe. Chứ em bạn gì là nó rộng dữ lắm nè, rộng với em lắm. Rồi, vàng cho chị Hoa Lê vàng nè. Quá đẹp luôn, đơn trước sau lâu quá chưa nhận được. Chị Nguyễn Kim Anh ơi, chị thông cảm em nha. Cấp sau này là nó sẽ nhanh hơn rồi chị, cấp sau này nhanh hơn rồi. Nín tiểu trời. Rồi, chị yêu lấy bộ này cho em mã số 9 nè. 55 đổ lên, 65 nó lại vừa mọi người nha. 65 nó lại vừa mã 9 giùm em. Ai lấy 9 chút 9 giùm em, mã số 9. Không phải bộ đó, không phải bộ đó là bộ nào trời. Có bộ đỏ đô, có hoa đỏ đô quá thi. Rồi, cái này là lụa không à nghe, lụa manh gồ nghe chị Lan Lan Nguyễn ơi. Lụa manh gồ. Cái bộ đó là nói cái bộ hoa nâu rồi. Rồi, lấy bộ này comment mã 4 giùm em nè. Trời ơi, mấy chị quá đẹp luôn, mã số 4, đây còn cây nè. Bên đây còn cây chưa khui nè, để em coi coi có không. Rồi anh lấy comment mã 4 em nha. 65 là đẹp nha mấy chị ơi, mã số 4. Pyjama 70kg rồi thôi. Rồi chị lấy 4 comment 4 giùm em. Mấy chị, rồi mã 3 nè. Ôi ôi đẹp quá trời luôn mấy chị nha. Ai lấy 3 chút 3 giùm em. Mã số 3. 65 nó lại đẹp nha mấy chị ơi, mã 3. Ồ đẹp không. Quá đẹp luôn mấy chị nha, mã 3. Mấy chị chuẩn bị bằng phím nha, mua áo. Rồi mấy chị yêu ơi, mã 2. Ai lấy 2 chút 2 em. Mã số 2. Cái gì vậy? Đâu con thử rồi mẹ. Rồi mã 1. Ai lấy 1 comment 1. Trời ơi làm gì mà đem thầu lùi như cục. Hai lăng tím. Cái đầu có ánh bóng. Tăng bóng đổ xèo cho bà hai cái. Ngon. Ngon. Mà mập. Dầu nó hết trơn mẹ, canh dầu vô trong đây luôn rồi. Mập lắm. Cái đi. Để ăn. Thôi em bán rồi. Mã 4 cho chị Phạm Thị Linh. Có áo lẻ nha. Rồi mấy chị ơi, 115 ngàn bộ nha. Rồi em lên áo khoác nha. Ngon mà ăn mập lắm nha. Dạ mơ đổng theo ăn. Rồi mấy chị nghe là lên áo khoác nè. Trời ơi mấy bạn lộn áo lẻ. Không biết nữa chị ơi. Không biết là nó có ai thèm thèm chứ con thái đổ chứ con không có ăn. Rồi mấy chị nghe, áo trong đây là nó có nè.
Trời ơi mấy chị nghe hàng thiết kế, hàng đồ tùm lum hết trơn. Mã 3, chị Do Thuận cho em xuống thoại em. Mã 4 mà một bộ 62kg mấy 55, chị Chính Hồng cho em xuống thoại. Chị Chính Hồng ơi cho em xuống thoại. Có nghèo ăn Dương ơi. Rồi nè chị nào nè, pyjama 70kg nè, 115.000. Ok, chị Đỗ Thuận, mã 3, số điện thoại cho lại đi chị, số điện thoại bấm gì đóng ra nè. Rồi, sọc xanh. Rồi mấy chị, chuột biển nè, 70kg nha, 75-72kg bằng dừa. Rồi, sọc xanh, chuột biển. Rồi, xanh đen mèo giùm em nè. Ôi mấy chị nha, quá đẹp luôn. Chị nào lấy xanh đen mèo con xanh đen mèo 115.000. Lụa này mấy chị nhận hàng được kiểm tra hàng mấy chị gái nha. Không đẹp trả lại em liền. Ôi mấy chị gái nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn. Rồi chứ lấy bộ nào chốt màu mấy chị gái ơi. Nói gì là cái này hết màu hồng rồi. Mấy chị nói bộ mặt còn là màu đẹp không. Rồi áo mấy chị ơi. Ôi đẹp quá. Cái này là hàng thiết kế mọi người nha. Trong gì ta, trong shop bán mấy chị 178 cho coi đồ tay dài hả. Ok, Chính Hồng, chị Chính Hồng lấy cái bộ mã số 4, xanh, 4 à. Xanh đen chị Kim Chi Nguyễn số 4 là bộ nào mà hết con lấy rồi sao vậy nè. Còn mà lấy hai bộ đây nè đâu đây nè, chị nhớ hơn hai bộ á. Rồi mấy chị đẹp ha. Chị Chính Hồng ơi, chốt lại chị mở 4 hết rồi. Rồi mấy chị yêu nha, áo hàng thiết kế đẹp cực kỳ em nha, 79.000 áo. 79.000, ai lấy bộ này chơi áo comment mã 1. Bộ xanh mèo chị Chính Hồng. Chị Đỗ Thuận cho chính số à. Vậy hả? Rồi ok, Đỗ Thuận có số điện thoại nè. Rồi lấy mã 1, chốt mã 1 em mọi người nha, hàng thiết kế. Hàng này shop sale mọi người nha, mã 1 em 79.000. Trời ơi mấy chị áo đẹp dữ lắm luôn ơi. Bên... xanh đen là bộ này nè con, 70kg nè. Rồi ai lấy áo chốt mọi người, mấy chị áo đồng giá 79.000, áo thiết kế Loan ơi, comment giá lên ra con Loan ơi. Ôi cái giải này đẹp dữ rồi thầy. Trời ơi mọi người nghe, cầu ôi mấy chị áo 190 nè, còn giá tiện cho đây luôn mấy chị nha, 195.000. Trời ơi mấy sọc caro nữa thang nè mấy chị, ô đẹp không. Ôi cái áo này size 60kg lại nha mọi người nha, 45-60 nó lại đẹp giùm em. Rồi mấy chị 79.000 áo đẹp quá mấy chị ơi. Lon bữa nay sao mày đứng 62 luôn nè. Rồi mấy chị ơi, áo mã 1 cho chị Tiết Văn thôi. Xanh mèo là ai chốt xanh mèo? Chính Hồng á. Xanh mèo là nó luôn á, xanh mèo là bộ xanh đen á. Ok chị Mi Trương. Rồi 60 đấu lại vừa mọi người nghe, chứ mã 2 giùm em nè. Ôi mấy chị ơi, cái này nó đẹp một cái khủng khiếp luôn. Trời, em không biết cái bằng cái giải gì luôn nè. Thiệt. Cái sọc này em không biết giải gì luôn. Đẹp cực kỳ luôn, mã 2. 79.000 áo mọi người nha. Có size để em đọc size. Rồi mấy chị nghe cái này nè, dễ thương không? Mã 2 cho chị Ngọc Lụa nè. Rồi bộ này mấy chị gái nha, đằng sau nó có gì nha, đằng trước nó gì. Rồi 60kg đâu lại giùm em mấy chị, mã 3. Trời ơi, cái giải gì nó đẹp dữ người ta ơi. Rồi ba vàng ba trắng phải không, phải màu trắng không? Ba vàng ba trắng đen nghe, chị nào lấy chốt em nè. 79.000. Ủa mấy chị ơi, nó đẹp dữ lắm luôn. Ai lấy chốt nha, nó một kiểu như thế này nghe, đằng sau nó có cái này nè. Đó, cái này là 45 nổ lên, mấy chị 60 nó lại đẹp giùm em em. Đó ok chị nè. Rồi ba trắng đen chị Kim Chiêu Nguyễn nè. Rồi 60kg lại thôi mấy chị gái nha, hai hết rồi. Này là mã 2 nè Thi, nãy giờ người ta chốt hết trơn kìa mẹ. Rồi mấy chị, ôi mấy chị, mã 4 giùm em nè. Ôi này dễ thương quá vậy. Mã 4, 55 đấu lại mọi người nha. 55-56 là đẹp vậy, mã 4. Ok, mã 3 vàng cho chị Văn Trang ơi, bạn vừa không nha, hai em hết rồi. Rồi 40 đổ lên, 55 đấu lại đẹp mọi người nha. Rồi lấy 4 rồi mình 4 em. Đưa chị cái ghi giúp ra chị ghi cho. Trời ô cái áo này bán 145.000 thôi mọi người ơi. Cái này có rẻ hơn. Cái
cái này có 145.000 à. Có cái kia. Ờ, có cái đó nó mắc tiền quá. Rồi, mã 4 giùm em nha. Để em bung lên từ từ. Rồi, ôi mấy chị ơi, dễ thương nha. Rồi, 6 mua đổ lại đẹp giùm em nha mấy chị. Ồ, con này mấy chị đẹp ha. Rồi, chiêu lấy màu này comment. À, lộn, áo này comment mã 5. 79.000. 60kg này vừa người nghe, 45 nó lên. Rồi, cho em mã 5. Mã 2 hả mấy chị, từ từ môi lên mấy bạn ơi, chứ giờ không biết nằm đâu rồi. Trời ơi, cái nè. Ồ, rồi, 6 mua đổ lại mọi người nghe. Mã 6 giùm em, sơ mi. Sơ mi mấy chị, cái này nó chị bạn văn phòng này kia cực kỳ em nè. Trời ơi, mấy chị ơi, cái lũa nó cầm đảo quá à. Nó làm bằng cái gì trời? Lũa gì mấy cha? Rồi, 4, 5, 6. À, lấy 6, chút 6 em, mã 6. Nó làm phải làm gì ngon quá. Ủa, mã 6 mà chị ơi, đẹp quá. Rồi, của cái nơi bên hông. 65kg nó không vừa chị ơi. Rồi, này 60kg là đẹp mọi người nha. Mã 7 giùm em nè. 55-62kg là bạn giữ cái này nè. Dưới 55kg là hơn rộng nha. Rồi, lấy 77 giùm em, mã 7. Mã 7 mọi người ơi. Ôi, ôi, cái chị áo đẹp quá, mã 7. Hello chị Anh Hương. Trời ơi, cái này mới đẹp nè. Rồi lấy giùm 8 mà chị ơi. Cái này á, cái này là form 65 nó lại nè. 65 nó lại vừa mấy chị gái nghe. Chứ mã 8 này cái tay nó mình nha. Dễ thương nghe không. Rồi 65 nó lại vừa mấy chị ơi. Mã số 8. Trời ơi bạn gì đó mấy chị. Quá đẹp luôn. 8 giùm em. Chị yêu lấy 8 comment 8. 7 giờ chị tiếc bằng thôi. À lấy 8 chút 8. Rồi mấy chị nghe dễ thương nha. Ôi ôi rồi 6 mua đâu đẹp nha mấy chị ơi. Mã 9. 9 giùm em mấy chị gái nha. À lấy 9 comment 9 giùm em. 9. Ok 8 chị Mỹ Linh 8. Ôi ôi nó dễ thương người ta ơi. Rồi 68kg em không biết nữa chị ơi, để em môi từ từ ra. Rồi cái này mấy chị gái ha. Ồ cái giá tiền. Gẫm quá ha, ngồi coi giá tiền đó coi. Rất tan men rồi, không thấy đường rồi. Rồi mấy chị ha, đây. Rồi chị nào thích bạn mà cái giống nó dưới đây nè. Mấy chị thích được à lụm nha, 65 nó lại đẹp. Em mà chưa có chốt gì cho chị Trang Trang ơi. Rồi lấy một này cho em mã 6 cho chị Kim Chi. Rồi cái này lấy quên mã 10 nghe mấy chị nha. Mã 10. Rồi mấy chị 65 nó lại đẹp mọi người nghe mã 10. 65 nó lại đẹp mã 10. Ok chị từ từ đi chị. Từ từ mình nhận xong mình thấy vừa hả mua nữa ha. Ôi ôi mấy chị ơi. Ôi trời ơi. Cái đó chính. Rồi mấy chị nghe dễ thương quá nè. Rồi 55-65 cái bạn đẹp mọi người nha. Chơi 11 nè. 11 giùm em mấy chị ơi dễ thương quá. Đây 65 nó lại vừa mấy chị ơi 11 giùm em. Trời ơi cái này đẹp nè. Này không mất tiêu cái mạc coi. Rồi à, lấy 11 comment 11 mấy chị ơi. Chấm bài lên cho vui coi mọi người. Trời ơi mấy chị có đen nè. Ôi ôi cái lụa đẹp ghê. 6 mua đó đẹp mọi người nghe 12. Ê mấy chị cái tay nó vậy nè. 50-60kg bằng đẹp 12 giùm em. Chị nào lấy 12 chứ 12. Mấy cái này quá đẹp mấy chị ơi. Ôi ôi mấy chị bạn bao sang luôn này. Bạn chân quấy này kia không nè. Chứ được không. Rồi à, lấy 12 comment 12. 8 em hết rồi chị Thấm ơi. Hết 8 rồi. Trời ơi cái này nó còn dễ thương nữa nè. Rồi 65 nó lại vừa mấy chị ơi. 13 nè. Đẹp quá. À lấy 13 chứ 13 giùm em. 13 mấy chị, có cái nơi ở trên trước ngực nha. 13. Đây mấy chị nè, người mẫu mặn nè. Lụa đẹp nha mọi người nghe. Cái là lụa, lụa mango hay là gì đó mấy chị. Nói chung là cái hàng xốp mấy chị. Hàng xốp á. 12 chị Tiết Văn Thôi. 13 chị Xuân Nhi. Mã 10.
61kg dừa không? Mã mừ là cái dạng không đây? Cái mã mừ là cái nào? Dừa. Dừa nghe chị ơi, cái mã mừ nãy cái nước mạt. Rồi 65 nó là đẹp mọi người nha. Ôi ôi cái này đẹp quá vậy. Anh chị coi cái cổ nè. Rồi tim trước tim sau nha. 65 nó là đẹp cho em. 14. 14 giùm em, không có ghi mã hả? Có cái sữa gì vậy? Rồi lấy 14 chứ 14 giùm em nè. 65 đổ lại giờ 14. Nghe mã 10 nè. Dừa nha. 14 chỉ cái gì nè. Tại cái giết hết mực rồi Thi ơi. Dừa, dừa nghe Kim Ngân ơi. Dừa nghe chị Kim Ngân. Đồ bộ đi đợi em xíu chị. Ôi ôi mấy chị nha. Ôi ôi nó dễ thương. Rồi lấy cái này coi 15. 15 giùm em mấy chị ơi sao nè. Đó cái này 62, 63 lại mấy chị bận đường nè. Cái tay nó rộng rộng vậy nè mấy chị dễ thương quá. Thôi là mấy chị. Ôi đằng sau có dây kéo đó mọi người nghe. Đằng sau có dây kéo luôn. Rồi cái mã 15 mấy chị ơi. Chút xíu em lên cho. À lấy 15 chút 15. Rồi mấy chị 65 nó đẹp giùm em là 16. 16 mấy chị gái nghe. Nói chung là hàng này trong shop mà vậy nè. Bận nó thành gì nè. Rồi, à lấy 16 chứ 16 giùm em. 15 chỉ nhây luôn nè. Rồi, chiều lấy 16 chứ 16 mọi người nha. Đây mấy chị, 16. Em đố với bà bao nhiêu? Ôi, ôi mấy chị. Toàn là 190, 200, 200 mấy cái không mấy chị ơi. Đẹp quá à. Ôi, ôi, cái này giống cái kia vậy? Mà màu đậm hơn. Giống cái kỳ sinh nhai có chị Yến đi lấy mà màu đậm hơn nha. Rồi 17 giùm em. Trời ơi cái này dễ thương rồi trời. Rồi lấy 17 giùm anh 17 mấy chị ơi. 17 giùm em. Rồi cái tím này nó có 3 cái luôn nè. Cái này đẹp quá ha. Rồi mọi người ơi, dễ thương chia sẻ lại cho em mụ em có mấy chị yêu. Chị kéo đâu rồi. Đồ bộ hả chị, đợi em xíu lên đồ bộ cho. Trời ơi cái đen nữa đẹp lắm mấy chị. Ồ nhiêu Thi? 17 cho chị Trần Kim Cúc. 16 cho chị Trương Hồng. Ừ, 16 em còn nha mấy chị gái nha. Rồi mấy chị 18 giùm em nè. Trời ơi nó đẹp. Cái này 65 nó lại vừa luôn mọi người nha. Lấy 18 cho 18. Đằng sau có dây kéo luôn mấy chị gái nha. Đằng sau có dây kéo mấy chị nghe, hàng xịn, nó hàng shop mấy chị, đẹp quá. 18 chị Thu Trang nè, ok chị yêu nè. Rồi mấy chị 19 giùm em nè. Ôi ôi nó đẹp không? Đó. 65 nó lại vừa mọi người nghe chứ mã 19. 18 hả chị, hết 18 luôn á. Rồi lấy 19 cho 19 giùm em. Trời ơi mấy chị đẹp không? Cái này 65 nó lại là bạn quá sang luôn, 19. 18 em hết rồi mấy chị ơi. Trời ơi cái này nó mới đẹp rồi mấy chị. Dễ thương quá luôn nè. Rồi lấy cái này cho anh 20 mấy chị à. Bạn nó giống giống này nè. Ok mã 10 cho Kim Ngân nè. Mã 10 cái đỏ đô nè. Rồi 16 ok. 16 cho chị Ngọc Dinh Dưỡng. Chị Ngọc Dinh Dưỡng ơi, em dọn với hai bộ đồ của chị nghe. Rồi em gửi luôn hay sao? Tại vì điện cái số điện thoại chị gặp cái anh trai đẹp trai. Anh trai đẹp trai á chị. Rồi sao bà? Rồi này nhiêu? Mẹ 20 phải không đây? Phải không má? 20 mấy chị ơi, 20 giùm em. Dễ thương quá. Ừ. Mã 16 em còn cá đó mọi người nha. Rồi mấy chị nha, cái này là một cái chất đuổi nè. Đuổi sứa quá mấy chị nha. 65 nó đẹp giùm em nè. Rồi tới mã 21. 79.000 áo mọi người nghe đẹp quá. À lấy 21 chứ 21 giùm em. Đó. Trời ơi mấy chị ơi đẹp lắm. Trời ơi cái này còn dễ thương cái này mấy chị. 65 nó lại vừa nghe. Chơi mã 22. Đó. Cái này dành cỡ gửi chị xin nghe này kia bận dễ thương nè. Rồi 65 nó lại đẹp cho em mã 22. Rồi mấy chị. Ôi ôi đây. Quá dễ thương mọi người ơi. Rồi 50 tới 60 đó là đẹp mọi người nha. Rồi 23 giùm em.
21 chị Đỗ Yến nè. Chị Phương Phạm ơi, tao lửng nhiêu ký chị? Tao lửng nhiêu ký? Này nha xem. Rồi chứ em mã 23 dùm em. Trời ơi quá đẹp luôn, 23. Tao lửng nhiêu ký chị nói cho em coi em còn không. Tại ngày hôm qua em xả nguyên kho to này. Rồi mấy chị 24 nè. Ông này em có khui ra có bọc đó đây, chị mới mua bọc á. Ừ. Rồi mấy chị. Trời ơi quá đẹp ha, 65 này đẹp dùm em nè. Như thế. Rồi chứ mã 24. Chị nào lấy 24 dùm em mấy chị gái nha. Mẹ hàng xóm không à. Trời ơi đây mọi người nghe. Rồi 6 mua đổ là đẹp dùm em nha. 6 mua đổ lại vừa mấy chị ơi. Mã 25. Đó mấy cái này là mấy chị bạn kiểu như mình bạn đi làm này kia mọi người nha. Đó bạn với quần ô mì 95 ngàn của em là sách sảy luôn mấy chị. 25. Alo chị Hoa Diệu nè. Rồi mấy chị, màu trắng với đơn cho. Ôi ôi mấy chị. Rồi chứ lấy số 26 mọi người nghe, 79 ngàn áo. Hàng này hàng trong shop mọi người nghe, thiệt đẹp lắm. Rồi, ở lấy comment 26 nha. Gửi địa chỉ cũ khỏi điện phải không? Ok, 23 chị Lê Kim Lựa, Kim Lợi. Kim Lợi ơi, bà bạn vừa không? 23 em hết nha chị ơi. Rồi Kim Lợi nhiêu ký ta? Ôi ôi mọi người, dữ luôn không? Ừ. 26 thì chị Yến Nhi, 7 Nhi vô bánh khúc này nè. 23 hết 23 rồi. Rồi ta 27 luôn đi. Ôi ôi 27 đi chị. 62 đó lại đẹp mà chị em ha. 62 đó đẹp, 27 nó có gì kéo nè. Mà cái này nó có độ co giãn nhẹ mọi người nghe, là mấy chị bạn vô nó giãn nhẹ nghe, nó không có kiểu ấy nha. 27. Chị Hoa Diệu nè. Trời ơi, hello chị Hoa Diệu. 50kg hả chị? Rồi để em lên cho nha. 27 hết rồi mấy chị ơi. Tồ ô mọi người ơi, tay dài luôn nè. Ôi ôi cái này ha mọi người nghe, cái bo này nó giãn vậy nè. 27 hết mọi người nha. Rồi 62 là đẹp rồi nha mấy chị ơi. Rồi 28 giùm em nè. Ai lấy 28 trụ áo đúng là xịn sò mấy chị ơi. Ai lấy 28 giùm em. Rồi mấy chị ơi, 29 thì em luôn, tay dài nha. Ôi ôi đây mấy chị. Ủa cái này là hàng xóm mà mùa ơi đẹp lắm. Mà có 79 ngàn à. 26 còn không đi. Ừ, 26 hết rồi. Rồi này 29 mọi người nha. Trời ơi mấy chị ơi quá đẹp luôn. 29. 28 chứ chị Thí Lê. Đẹp lắm mấy chị. 29 chị Trúc Ly Chuông. Trúc Chuông Thị chứ lộn ta. 29 thì chút chưa thấy. Ừ. Rồi bọc đâu rồi anh Thiện, bỏ bọc đâu rồi. 27 hết 27 rồi nha. Ừ. Rồi mấy chị. 3 mua giùm em luôn. Ôi ôi mọi người nghe quá đẹp rồi. À lấy 3 mua chút 3 mua mấy chị nè. Cái ngực nó có kết gì nè mấy chị. À. 3 mua giùm em. 56 bạn được luôn chị ơi. 56 cái bạn đẹp. Dạ 79 ngàn. Đồ bé hả chị? Đồ bé vậy bữa em hết. Tới thì chị Kim Lương Bình ơi. Rồi 31 giùm em nè. Trời ơi. Ok Yến Nhi nha, để tôi dọn, để chị lên dọn nha. 30 chị Anh Hương cái nè. Rồi mấy chị 31 giùm em. Trời ơi mấy chị nghe là mấy bà bạn này bao quyền luôn. 27 đâu còn đúng không đây? Hết rồi mấy chị ơi. Rồi mấy cục vàng ơi, 32 nè. Ơ à, quá đẹp quá nha. Này 65 lúc lại là mấy chị bạn được hết trơn nhá. Mấy em nó có cái dúng sau lưng nè. Cái dúng này nè. Nó co giãn theo cái người của mình nghe mấy chị. Lụa này lụa xịn á. Đẹp lắm. Rồi cái này nha. 32 giùm em mấy chị nha. 32. Trời ơi nó đẹp á chị ơi coi nè. 33 giùm em. Không ngăn không giúp không nổ lông. Ôi ôi mấy chị đẹp quá ha. Rồi lấy 35 comment 35 giùm em. Bạn cái nào chị bạn thử nè. Ờ 33 quên đọc 35 trời. 31 còn phải không? 31 chị Gà Ngọc Nhương. Chị Anh Hương ơi, cái đơn chị đi hồi sáng sớm mà chị. Ngày hôm qua chị kêu là gỡ luôn khỏi gọi nên em đi hàng gọi ngay cục vàng nha. Em đi hàng gọi hàng được gọi đó chị. Trời ơi mấy chị nghe 3D đẹp không? Rồi 34 giùm em. À, chị nào lấy 34 chứ 34 nghe. Nói chung là chị nào mua đồ chuyên nghiệp là biết cái giải này rồi. Em khỏi phải nói nha. Rồi 35. Trời ơi mấy chị.
Ai lấy 35 chứ 35 giùm em. Bạn lên sang lắm mà ngồi nha. Mã 35. Rồi mấy chị ơi, 36. Đó, ai lấy 36 chứ 36 nghe, cái này là nguyện là nguyên một cây tay dài rồi. Nguyên cây tay dài. 33 giờ thi hiệp chương. Rồi mấy chị 37 giùm em. 34 chị Hoa Diệu. Mặt trời vừa lên trên ngọn đầu em hết rồi chị ơi. Tao bảo mấy ở đây, tao bảo mấy hả? Dạ 37 với chị ơi. Chị mặt trời ơi em hết rồi nha. Mã 37 nè. Ê 37 chết mẹ ơi, làm ơi trụng nè Thi ơi, cái này trụng nè. Khoan khoan mấy chị ơi, trụng lắm Thi. Đâu rồi, khoan mấy chị, 33 là cái nào Thi ơi? Mẹ coi có nào trụng nè. Trụng Thi ơi, trụng. 33 là này phải không? 33 có người mua nữa. Đâu rồi, đâu 33 đâu. 33 chị Trương Kim Lợi em ở chợ Dầm Phú Tân An Giang. 34 còn đây, 34 là cái nào thôi? 34 là cái đó hả? 34 không trùng, có này trùng phải không? Này 33 còn. 33 em còn mấy chị ơi, 36. 36 chị Ngọc Trần Ngọc Tho. Rồi, này trùng không? Này trùng không? Nè, này 36 phải không? Rồi hết trùng không đây? Ơi cái này nè, cái này trùng không? Trời ơi mấy chị ơi quá đẹp luôn. Tiếp mấy chị nha, phát nhiêu thôi. Rồi 38 giùm em mấy chị. Đó, 50 đổ lên, 65 cái bạn đẹp mà ngồi nghe. 38, 32 còn không đây? 32 đậm à? 32 em hết rồi chị mặt trời ơi. Ủa nãy đâu có ai lấy 32 đâu Thi. 28, 29, 30, 31, 33, 34, không ai lấy 32 hết trơn. Rồi 32 có nghe chị mặt trời ơi. 35 chị Cha Phạm Hồng. Chị Phạm Hồng cho số thoại giùm em nè, chị mặc vừa vừa lên đó. Lấy 32 cho số thoại nha. Ok chị Hoa vậy em biết rồi, đằng này biết rồi. Này khác không? Này giống này khác. Khác mà nội rồi, khác hết rồi. Rồi cho số thoại lên đây chị ơi. 35 số thoại, 32 số thoại em nè. Rồi này ba mấy thôi. Rồi lấy cái này coi em mấy chị gái nha. 38 giùm em. Rồi em thiện nó đi rồi. 5 cái bọc bỏ đâu không biết nữa. Rồi mấy chị 39 giùm em nè. Nó đẹp gì đâu mấy chị ơi. Ai lấy 39 chứ 39. Má tao bỏ đâu không biết. Có đem bọc về ngày nay nè. Coi không có bỏ lên trên không hay kìa. Rồi nó đây nó đi. Nó trên đủ kìa. Rồi lấy cái này coi mình mã 40 nè mấy chị ơi. 40 giùm em nha. Dạ em biết mà chị Nguyễn Minh, cảm ơn chị yêu. Đó chị em mình còn hợp tác lâu dài nha. Có cái gì ngon ngon là em thảy cho chị liền. Rồi lấy comment mấy chị gái nha. 39 cho chị Thí Lê. 39 mẹ ship á. Rồi cái này 40 mấy chị ơi. Quá đẹp luôn mấy chị nha. Đó 79 ngàn áo nhận nhà được kiểm tra hàng. Rồi 40 giùm em mà điện ổng thôi. 40 cho chị Chi Kim 40 nè. À ok. 39 hả chị? 39 chắc hết quá chị ơi. Để em coi còn không. Trời ơi, cái kéo không tiêu à. Ok, chị Phạm Hồng nè. Chị Phạm Hồng để lấy cái mã nào ra? 32 á Thi ơi. Ờ, à, phải chị Phạm Hồng lấy mã 35. Chị Phạm Hồng lấy mã 35. Ờ, à, bàn chảnh găng bé hả chị? Hết rồi, đợi sao em tính lấy bàn chảnh găng bé lửa kia về. Rồi, em đang theo 79 ngàn áo rồi chị ơi. 79 ngàn áo nha. Rồi đem bạn thử cái beo này cho mọi người nè. 40 mình còn 40 không? À. Ừ. Ừ. Rồi 40 cho chị Nguyễn Trang Trang. Đây mấy chị nè, bạn vô nè.
Ê mấy chị nghe cái chôn nó gì nè mấy chị. Cái chôn nó dài là gì nè. Cởi cái quần này ra, đem kiếm cái quần quýt quýt này bạn coi mấy chị. Đây mọi người nghe. Đó, đây. Bạn quần đùi, quần gì cũng được hết trơn, mấy chị hiểu không? Đây mấy chị, nhìn không? Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi nè. Nó giảm theo dáng người của mình nha mọi người nghe đây nè. Trời ơi, dễ thương mấy chị nghe. Cái này nó không có mất giấc mọi người nghe. Đây nó giảm theo mình của mình mấy chị nè. Mấy chị muốn săn lên, săn xuống hay săn đâu mấy chị săn cởi mấy chị, hiểu không? Ôi ôi mấy chị, quá sang. Rồi, tà gô, mặt trời vừa lên là bà Nguyễn Nguyễn Bình Thân, Bình Thân, tà gô, bà này, bà lấy bà mấy đây, 32, 35, rồi mày nhét cho tao. Rồi, áo đang mặc cho Yến Nhi nè, thấy không? Này 41 không? Đó. Bằng trả anh căn bé hả? Ồ, đợt sao đi chị, đợt này chứ không có quá. Đợt này chưa có về chị yêu ơi. Rồi mấy chị nghe, nè mấy chị 41 giùm em nè. Cái mẫu này mấy chị dễ bận đồ lắm. Rồi lấy 41 chứ 41 mọi người nghe, trời ơi sao mà bọc nhách hết trơn. Rồi mấy chị nghe 42 nè. Ồ đẹp không mấy chị nghe. Rồi mấy chị này 42 nè. À, cái beo là 41 phải không? Rồi cái này là đen này 42 mấy chị ơi. 42. Rồi cái này 43. Này 43 mọi người nghe. 43 giùm em. Rồi. Đó. Ok, 42 chị Ngô Quyền. Ôi ôi mấy chị, 42 em hết rồi, cái này 42 nè. 41 rồi nào. Cái đó là của chị gái chốt đó. Của chị gì Yến Nhi á. Trời ơi trong giò má kìa má ơi. Rồi 43 cho chị Nguyễn Minh. 38 còn không đây? 38 còn. 38 còn lấy chị Yến Nhi luôn. Rồi mấy chị đẹp ha. Rồi 44. 44 mấy chị ơi, lấy 44 mà mấy chị ơi, 44 giùm em. Đâu có đụng vô gách đâu, nó cắt luôn á bà đội, nó cắt thẳng luôn nè. Nó cắt lần cho định đổi lại đúng không? Rồi mấy chị ơi, 45. 45 mọi người nha. Đấy, lấy 45 chứ 45 giùm em nè. Trời ơi đẹp quá. Cái này kiểu khác nữa rồi. Rồi 43 em hết mọi người nha. Rồi 44 ok nè, chị Quỳnh Kim Phượng. Ok, chị Thi Hiệp Chương. Rồi mấy chị ơi, 44 là cái nào mà... Cái 4 hết 44 rồi Loan ơi. Ê, cái màu xanh lá được không Loan? 45 là Loan ơi, được không? Má không, cái này 44, cái đó mấy? Cái đó 45, 45 cho Loan nè. Rồi mấy chị 46 nè, 46 màu xanh nè bà Loan ơi. 46 màu xanh lá nè Loan không? Đây, 46, 46. Ai lấy 46 chứ 46 giùm em. À, 65 cái mét 56 triệu bạn cái bo không? Chị nhớ em nè, cái bo dưới đây nè, nó sẽ giải dáng người của mình, chịu không? Rồi, xanh lá nè, cho chị Kim Ngân nè. Rồi, em còn nè, mấy chị nghe. Đó, ai lấy chứ nè. 42 còn không đi? 42 hết rồi. Rồi, ok, lon vàng nè. Mấy chị, đẹp quá à. Rồi, mấy chị nè, cam luôn nè. Trời ơi, đẹp chưa? Nói chung là cái lô này em bao mấy chị luôn, quá đẹp rồi. Cam. Vậy nào lấy cam, chút cam em. Đẹp á. Rồi 79 ngàn áo chị ơi, quá đẹp. Ờ, hết 45 rồi mọi người nha. Hết 45 rồi. Hết 44 luôn. Rồi, ai lấy comment cam 47. Cam 47 giùm em. Rồi mấy chị 48, cái này 65, cái mấy chị bận được mà cái gì nè. Có chịu bận cái dúng dưới đây không nghe, hiểu không? Hiểu không? Ok, cam cho chị Nguyễn Minh. Ôi, ơi mấy chị nghe, 48 giùm em nè. Quá đẹp chưa? Rồi, 49. 49 mọi người nghe. À, Kim Trinh bự quá. Chị không có sai nghe em. Rồi, 44, 46 hết rồi chị Nguyễn Ly ơi. Tới nhiêu rồi? Chị đọc nhiêu? Rồi 49 mọi người ơi. 49. Rồi 50. Trời ơi mọi người ơi, đẹp lắm. Nói chung là cái form áo này mấy chị bạn đẹp lắm. Ai lấy 50 chút 50 giùm em.
mừng chị Duyên ơi, em thấy chị ngay trái lâu Duyên mà chị comment sao 48 chị Trang. Rồi mấy chị 41, 45 hết rồi ngay chị Thái ơi. Rồi 51 anh thôi. Rồi chị nào chốt này 51 mấy chị, 50 đổ lên nha. Sáng lên nó lại mấy chị bạn đẹp em nè, 51 79.000 thôi. Trời ơi mấy chị ơi, hàng đẹp lắm. Cái này đi sỉ hồi trước em nhớ mọi người nghe lại chợ Tân Bình. Hai chị em đi dọ dọ mọi người nghe. Trời ơi áo này là 90,000 cái. Rồi 49 ok chị Trang. Lên bộ xíu em lên. Không, nãy lon bấm beo không kịp. 46 còn đi. Hết 46 rồi. Rồi, ai lấy comment mấy chị gái nha. Chị Nguyễn Lê comment mã khác em đi chị. Em thấy chị Duyên mà chị Duyên còn Duyên lẹ đi. Chị tới mấy rồi đây? 52. Rồi, 52 chị Trúc Trương Thị nè. Lẹ đi mọi người ơi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Nãy lon bấm beo không kịp rồi. Beo nãy của... Vậy con sẽ lấy số điện thoại đó. 50, chị lon vỏ, mã 50 còn. Cho số điện thoại em đi chị lon vỏ ơi. Chị lon vỏ lấy mã 50 nè. Rồi có số điện thoại luôn, mã 50 chị lon vỏ. Rồi, ở cái chị dễ thương không. Rồi đó, 49 còn thôi. Rồi mấy chị gái nghe, dễ thương nha. Hàng shop 79.000 áo mọi người nha. Rồi 62 đó, đẹp cho em mấy chị ơi. Rồi cho em mã 60 đó, mã 60 giùm em. 51 còn hả? 51 chị Phạm Hồng. 49, nãy giờ có ai chốt 49 không ta? Vậy hả? Ok chị Nguyễn Ly. Rồi mấy chị, quá đẹp ha. Ờ đúng rồi. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn nè. 60 chị Hoa Diệu. Rồi mấy chị với mã 61 nè. 61 nha em mà ngồi nghe mấy chị đằng sau có cái này nè. 50, 65 nó lại là mấy chị bạn vừa hết nghe này. Cái này nó giãn thì nhắn người. 61 giùm em. Đây mấy chị nghe dễ thương không. Trời ơi mấy chị cực kỳ chưa. Rồi 61 chị Lâm Tinh. 51, 52 đâu còn 51, 52 gì đâu ta. 51, 52 còn không. Đưa mấy cái đó con nè. Rồi mấy chị ơi ha, lấy cho em mấy chị gái nha. 62 giùm em, 61 hết rồi. Mấy mèo tờ ơi, mèo vô mấy này là bạn đi dạy là hết sảy luôn. Rồi mấy chị em còn mấy cái này nè, đẹp thấy ghê nè, sao mấy bà không lấy hả? Rồi mấy chị, cho mã 63 nè. 63 mà ngồi nghe, 55kg bạn vừa hết trơn chị. Rồi lấy 63, comment 63 giùm em. Rồi mấy chị, mã 36 nha. 5 mua đổ lên mấy chị ơi, 65 đổ lại mà nhớ giùm em nè. Nhớ bạn cái này nghe giảm thì nhớ người ha. Rồi, màu đen này mã 36. Ai lấy 36 thì mình 36. Quá trời đẹp luôn mọi người. Nghe có 79.000. Mà nhận hàng mà được kiểm tra hàng nữa. Nè xong mấy rồi này. 63 cho chị Hé Lưu Duyên. Rồi mấy chị, 36 chị Mặt Trời vừa lên. Là chị không, cái hơn chồng quá. Rồi mấy chị, 64. 64 mọi người nha, lấy 3, 64, mình 64 em nè. Đó là 36 không thầy, cái này 36 đúng không? Đúng phải. Cái nào 36 à? 36 là cái chanel đen đó. Vậy hả, rồi có 36 hết rồi luôn không? Hết 36 rồi. Cái gì? Cái này là 63. Vậy hả? Rồi mấy chị, 63 em còn 1 cái nha. 63 em còn 1 cái nè, ai lấy 63 chứ 63 em. Trời ơi, cái này đẹp quá chị ơi. 63 quá đẹp luôn. Rồi mấy chị yêu nghe 65. Trời ơi mấy cái này mấy chị nghe dễ thương quá. Rồi ai lấy comment 65 giùm em mấy chị. 65. Quá đẹp luôn mọi người nghe 65. Ủa 46 là cái này cha. 64. Có 64 cái gì Đông Phương ơi. 63 cho chị My Việt con cái nè. 64 chị Anh Hương. Dạ cái này hả chị, cái này là giấy shop chị. Tàu ô mấy chị ơi, đẹp quá nè. Rồi hai lấy cái này có em mấy chị. Như 66. 66 giùm em mấy chị ơi. Ôi ôi cái màu nâu quá đẹp rồi. Đó, chiều lấy 66 giùm em. 79.000 áo mọi người nha.
lên. Rồi mấy chị, 6/7 6/6 chị Ngọc lùa. Này 6/6. Rồi 3/6 em hết nghe chị Nguyễn Ly ơi. Chị Nguyễn Ly nãy giờ cũng được 2 cái nữa. Rồi mấy chị 6/7 giùm em nè. Đó, ai lấy 6/7 cho 6/7. Trời ơi, cái này rồi, trời ơi, cái này sao thấy nó im im vậy? Trời ơi, nó đẹp quá mấy chị ơi. Rồi 68 em. À, ok, bi trắng cho lon vàng. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi, để em bằng cái này vô cho mấy chị coi nè. Trời ơi, nó bằng cái giải gì? Tại này em không gỡ nút cho mọi người nha. Cái này tại em không gỡ nút là miếng gỡ nút thôi. Trời ơi mấy chị. Cái đá mấy chị ơi, nó bằng cái giải gì mà sao nó đá chứ hả? Trời ơi. Ai lấy cái em mặc comment tím đi mấy chị ơi. Đẹp quá nè. Rồi cái sơ mi đen. Bi đen mấy chị ơi, bi đen giùm em nè. Ai lấy bi đen, chút bi đen mấy chị gái nha. Đó bi đen. Ồ, không chị nào lấy, em lấy. Quá trời mát rồi. Chốt được nha chị Ly ơi, chị đốt phải là 2 cái gì đó. Ôi ôi mấy chị nè, dễ thương không? 50-60 cái bằng đẹp chút cái hồng nè. Hồng giùm em nha, ai lấy hồng chút hồng. Ôi ôi. Cái này bằng cái giải gì thi, tao không biết giải gì luôn nè. Cái giải này thi hay mua nè, 200 mấy cái nè. Bi đen hả chị, bi đen 65 nó lại được nha chị ơi. Rồi, bi đen nha chị My Việt, bi đen. Rồi lấy comment hồng sọc cho mấy em. Trời ơi, thi vô là thi. Mấy cái này là phong cách của thi không á chị. Thi hồi trước thi bằng cái này mọi người nha. Em nhớ vô là 270, 280 không. Chị My Việt bao nhiêu ký vậy thi? Chị My Việt ơi, cái này chị 70 ký không vừa nghe. Chị My Việt nói là chị mua, chị có nghe em đọc số ký không chị My Việt? Cái bi đen này xe nhỏ nha chị. Rồi mấy chị, sọc hồng giùm em nè. Trời ơi, đẹp chưa? Trời ơi, Đặng Khoa Nam, bữa nay bạn sọc hồng nữa hả Khoa Nam? Ôi bà, không có nghe của tôi vậy đó nha. Ok chị nè. Vừa chị mà rồi, bà kia mới lấy rồi chị. Bà kia mới lấy rồi. Rồi mấy chị ơi, nó 50-60 cái bằng vừa chị nghe bi hồng giùm em. À lấy bi hồng, giúp bi hồng mấy chị nè, người mẫu bạn vậy nè. Nó chị vậy bạn lại trang giống bạn người mẫu trong đó luôn. Rồi vậy là cây này đủ màu luôn nè. Đó bi hồng. Rồi bi trắng 65 kg à, trừ hao vậy hả? Trời ơi sao trừ hao dữ hả? Rồi lấy bi hồng. Bi hồng, bi trắng. Bi cam. Bi dâu. Bi xanh đen. Bi xanh biển. Rồi chị nào chói má bi kèm màu mọi người nha. Đây mấy chị, bi kèm màu giùm em nè. Đó, mẫu thì nói gì nha mọi người nha. Đẹp quá. Rồi bi kèm màu giùm em, ai lấy bi chút bi. Rồi mấy chị gái nghe, tàu ô này chị laptop đẹp không? Ok, bi hồng cho Diễm My Dương Thị nè. Cái bi hồng ở đây, bi hồng đó. Ừ. Dạ em biết rồi chị Diệu ơi. Em biết rồi nghe chị Diệu nhớ rồi. Rồi chị nào lấy cho mày bi trắng hai nè. Ở đằng sau có dây kéo mọi người nghe dễ thương lắm. Ôi ôi mấy chị, bi trắng hai giùm em. Thù cái kiểu này em hết dễ thương quá. Rồi bi trắng hai giùm em, dễ thương quá nha, bi trắng hai. Rồi chị lấy cái này chốt mọi người nha, quá dễ thương luôn. Rồi bi trắng nè, ok, bi trắng thì chị cần kim cúc bi trắng nè. Rồi lấy bi trắng mọi người nha, bi trắng hai cho chị Yến Nhi nè. Đó mấy chị, bi trắng nè, bi xanh đen nè. Ôi ôi mấy chị đẹp không? Cực kỳ dễ thương mọi người nha, đẹp lắm. Rồi bi xanh đen, bi trắng nè, bi hồng dâu mấy chị ơi. Ôi nó cắt mạt cắt hết trơn mấy chị gái nha. Cái này mấy chị sao hàng nghiêm, cái người ta bán mọi người nghe ế mấy chị, người ta trả lại mọi người nghe là bắt đầu người ta sẽ cắt cái mạt này, hiểu không? Chứ hàng nghiêm là không ai bán bộ cáo này cho mấy chị 79 ngàn hết trơn, hiểu không? Rồi mấy chị ai lấy chút mềm em nè, lên đồ bộ đúng không? Ok chị. Rồi chị nào chốt em mấy chị ha. Rồi ơi mấy chị nè, bi biển giùm em. Ờ bi trắng laptop ha. Rồi bi trắng laptop người ta lấy rồi trái yêu ơi. Không, cái bi trắng laptop kia kìa, bi trắng hai có người lấy rồi chị Kim Cúc ơi. Rồi mọi người nghe em, còn 2 cây nó hết rồi, còn 2 cây nó hết mấy trăm áo này xong rồi em quá khác cho.
Rồi mọi người nghe mấy chị tò ô mấy chị nè, 50-60 kg mặt đẹp em ha, cái mã đen đó, lấy đen chút đen em mấy chị. Ôi ôi mấy chị hàng xóm đẹp nha, đen. Trời ơi mấy chị, ôi ôi nó đẹp nè, 65 nó là vừa đỏ đô. Bi đen nha chị là giỏ, ok. Bi xanh đen nha chị là giỏ nha, chứ không phải là bi đen nha, xanh đen á chị. Rồi 65 này đẹp nha mấy chị ơi, đỏ đô, cái tay bút bút gì mấy chị chứ thương không? Đỏ đô giùm em. Mấy chị ơi, dễ thương không? Rồi chị nào lấy cái này comment mã 70 giùm em. Mã 70 mấy chị yêu nha, mã 70. Này mã 70. Mở bi bự đi, là gì chị? Rồi mấy chị nghe chứ, mã sọc cam, đằng sau có dây kéo mọi người nha. 50-60 kg bằng đẹp em nè, sọc cam, cái đó chị có đọc mã, đen với đỏ không à. Rồi lấy sọc cam, bên sọc cam giùm em. Đây mấy chị đơn ha. Rồi mấy chị gái nha, chị nào lấy cái này comment mã 71 giùm em nè. 65 nó đầy vừa mấy chị gái nha, 71. Ok, bi trắng thì viết mai. Đen chị Lý Chánh Phước, ok chị yêu nè. Phải chị Lý Chánh Phước cũ không chị yêu? Rồi mấy chị, 65 nó lại vừa nè mấy chị nha. Đen vai dài, chị nào lấy đen vai dài, chút đen vai dài giùm em. Trời ơi đẹp quá, đen vai dài mọi người nha, quá đẹp luôn, đen vai dài. Rồi mấy chị gái nha, đằng sau có dây kéo thế này mọi người. Ôi ổn hơn không? Đằng trước kiểu đơn giản nữa chị nha. Đấy mấy chị mẫu mặt. Rồi ai lấy cái này comment 72. Bãi lụa không à chị ơi, bãi lụa không à. Bãi lụa với lại cái hàng xóm chị, có kêu là vải áo xóm đó chị. Rồi 72 giùm em. Rồi từ lên chị, em lên này xong rồi lên đây dạy cho. Rồi mấy chị ơi, lấy comment 73 giùm em nè. Trời ơi cái hoa dữ thương á. Rồi 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha, 73. Ai lấy 73 chứ 73 giùm em mấy chị ha. 79 ngàn áo à. Trời ơi cái bông cái đẹp. Rồi ai lấy comment 74. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha, 74 giùm em. Trời ơi mấy chị đẹp quá. Cái này quá sang luôn. Nay em mới nhận được đơn 6 tay rồi chị. Chị Yến Yến mà biết hai chị Năm Tư quá là làng luôn. Tiền Giang á, là chị biết không, thật sự luôn á, mới là em nói cởi mọi người nha. Đơn 56.000, 58.000, 62.000. Một tháng 10 ngày không. Ok chị Ngô Quyền. Rồi mấy chị gái nghe thương không, 65 nó đẹp gì mùi ha. Rồi cho mã xanh thiêu với chị, xanh thiêu giùm em. Đó, bây giờ chị Yến ơi, bây giờ GMT làm lại đó chị. Bây giờ bà có mua là bây giờ chắc nó nhanh đó chị ơi. Bữa nay chắc nhanh lại rồi. Bữa nay là hết chậm rồi. Rồi mọi người mấy chị đổi dúng giùm em. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nha, chứ mã đổi dúng nè. Trời ơi cái này bạn lấy thương mấy chị nha. Đổi dúng mấy chị ơi, 79.000 đổi dúng. Ok, chị Ngô Quyền gỡ luôn, khỏi gọi nè. Chị hôm qua nữa nha chị. Đúng rồi, chị có nhắc rồi. Rồi, mã 70 cho chị Xuân Nhi. Rồi lấy comment mấy chị gái nha. Ủa mấy chị. Rồi chơi mã cam dâu dúng á chị, cam dâu dúng giùm em. Này giống vậy. Rồi mấy chị yêu ơi, 79.000 lên đầu bộ liền, em lên hết cái này lên đầu bộ. Rồi mấy chị ơi, đen dúng. Ôi ôi dễ thương quá. 50-60 kg bằng đẹp mọi người nghe, đen dúng, trắng dúng, da dúng. Đen tay dài cho chị là giỏ. Rồi mấy chị xanh dúng, hồng dúng. Chị nào dúng dúng thì lấy dúng. 79.000 cái dúng mọi người nha. Mình dúng một cái 79.000. Trời ơi nó dễ thương đó chị. Rồi ai lấy chó mọi người nha. Đó. Quá đẹp giùm em mấy chị gái nha. Ai lấy comment màu giùm em. 79.000 một áo mấy chị ruột ơi. Đó. Mọi người ơi, em đăng thay mấy chị đừng có điện Zalo thấy hình. Điện thấy hình em đâu có nói chuyện được đâu. Mấy con vàng nó ồn á, nó ồn mình like không được á. Rồi cấp máy rồi trở lại chuyện nào chiều điện mấy chị gái nha. Rồi lấy một áo này cho một cái áo tím em bằng gì mà mấy chị chê tại. Áo này là đẹp lắm mấy chị. Rồi lên đầu bộ phải không mấy chị, giờ muốn lên gì nè. Sao lên lấy gì thôi. Sao lên tay dài hả?
nó có độ giãn theo dáng người của mình nè. Dụ như mấy chị ốm mập thì nó giãn theo nha. Đây mọi người. Đó, dễ thương nha. Đây mấy chị nghe đằng sau nó có độ giãn nè. Rồi màu hồng. Cái này là tại em có cái lo nè mọi người nha. Màu hồng, màu trắng, màu da. Rồi màu đen, màu xanh. Da đen ra dài 60 kg vừa nha chị Lài nhỏ ơi, vừa vừa. Vừa chị yêu ơi. Rồi chị yêu lấy chốn áo mọi người nha. Rồi lên cái gì. Rồi mấy chị một cái quần jean. Quần jean này mấy chị gái nha, là dạng jean đó. Cái là lỡ, lỡ mà size của nó là size size 28. Mà 28 này á mọi người nha, là tầm 48 cho tới 53 kg nó đẩy mấy chị bạn vừa nha. Tại vì em 53 kg bạn vừa cái quần luôn nè. Ok, đỏ dúng cho Chương Hồng nè. Rồi chị yêu lấy cái quần jean này chốt liền đi mấy chị gái nha. Sale cho mấy chị 100.000. Đây mấy chị gái nha, nó có độ co giãn nè, thoải mái luôn. Đây, quần nó rách rách kiểu này nè. Rồi chứ em 100.000. Đó, chị Nga Úc mới điện em phải không? Chị thông cảm tại em đăng like á, cái chị điện mới xin điện thấy hình em không nghe được á. Rồi, áo da mình vừa không? Không, cái này không vừa. Hồng cho chị Ngọc Hương, Hồng đang mặc nha. Hồng Ngọc Hương là nhà lấy nè, phải không? Nói luôn, Hồng Ngọc Hương là nhà lấy. Đồ xíu liễn vũ tô thi luôn rồi. Rồi mấy chị yêu nha. Đây mấy chị. Đó, đang coi em khúc này coi. Ờ, đây mấy chị nha. Đẹp cực kỳ luôn mấy chị yêu ơi. Đó, bộ sọc thiết kế. Ok, cái quần rin chăm cho chị My Trương. Rồi mấy chị, chiều rồi xả gì hả? Muốn xả gì nè. Rồi mấy chị gái nghe, cái sọc đẹp cực kỳ luôn. Rồi mọi người nghe, cái này á, hôm này á, 65kg đủ lại nghe. Nhưng mà nhớ em 65kg cái người mà chính bằng gọn. Hương, cái đen bao nhiêu ký Hương? 50-60kg bằng vừa nghe chị Lý Trấn Phước ơi. Đó. Rồi chị yêu mà lấy chốt mà ngồi nghe mấy chị. Đẹp quá à. Cái lâu này bữa em cũng đóng hết trơn rồi. Rồi còn gót lẻ ha. Đây mấy chị cái này nè. Đó. Mạng chậm quá đúng rồi chị. Mạng chậm dữ lắm. Mạng nó bị lát đó chị ơi. Có đồ đuổi không? Có nha. Rồi mấy chị nhớ em nha. Mình 65kg mình gọn gọn người mà thích bận ngơ bận mới được nha. Rồi à, lấy chốt mọi người nghe, sale cho mấy chị 140.000. Cái này bữa em bán 155 mấy chị ơi. Rồi, da chị Tuyết Mai, ok, để lên cây sâu len số 5 cho chị lộ. Rồi lấy màu này chốt mọi người nghe mấy chị, màu xanh màu đỏ, cái này em cũng hết trơn rồi. Đó, bữa em đóng gì chị kia hết trơn. Rồi ai à, lấy chốt mọi người nghe, 140. 140 đỏ mọi người nghe. 140 đỏ, 140 xanh, chị nào mua quét của nhà em rồi là biết nha. Đó, hàng cotton mịn quét đẹp cực kỳ mấy chị. Đó. 60kg cầm mấy 60 nha, mấy cái này cho bạn đẹp. 60kg mấy cái này bạn đẹp cực kỳ luôn. Lộn chị. Quá đẹp giùm em luôn. Rồi mấy chị gái nha. Đây. Sọc xanh 140 cho chị My Trương luôn. Ok, bà My Trương bao nhiêu ký sao diễm lụm cho ngoại. Vậy. 5 mấy ký hả? Quần jean size 30 không? Có chị 51kg. Chị My Trương 51kg phải không? Rồi 51kg để em lấy cho chị. Tại vì em nhớ không còn bộ màu xanh số 3. 51kg em lấy cho. Rồi mấy chị yêu nha. Đây mấy chị. Rồi bộ này mấy chị gái nha. 62 đó lại bạn đẹp giùm em nè. Đó. Quá đẹp luôn mọi người nha. 62, 63 đó lại mấy chị bạn đẹp ha. Đó, ai lấy chỗ em mấy chị ơi nâu giùm em. 95.000 nâu. Da 53kg dừa nghe chị Tiếp Mai ơi. Da 53kg dừa. Rồi mấy chị 65, 67 lại dừa nè. Rồi cho em mã tôn mấy chị ơi. Đẹp quá luôn. Tôn 70.000. Tôn lửng mọi người nha. Vậy 65, 67 đẹp mọi người nha. Cái mã tôn xanh đen 70.000. Ok chị Mê Trương. Rồi lấy nữa lấy số 3 nha chị. Rồi mấy chị nghe cam giùm em nè. 55 đó là đẹp giùm em ha. Cam lửng mấy chị. Cam lửng 70 luôn. Ai lấy cam lửng chút cam lửng giùm em mấy chị. 70.000 cam lửng. Rồi thầy lấy sô len số 5 đi thầy cho chị Nhi chứ lụa. Rồi nâu 95 thì chị Đặng Khoa Nam. Ok. Ai lấy chốt mọi người nghe. Chị ơi tay dài mà 65kg hả? Cái này không biết 65kg vừa không nè. Đợi em xíu chị nghe. Tay 65kg như không biết còn nhè còn lô nào không nè. Rồi mấy chị 50, 62kg bằng đẹp em ha.
ờ mấy chị. Rồi vàng tên giùm em, lộn, vàng bông. Vàng bông mọi người nghe. Chị Út Nga ơi, chị muốn cái gì? Chị Út Nga yêu dấu của em này, chị muốn cái gì? Vàng bông 95 ngàn, lấy vàng bông, còn vàng bông mấy chị yêu ơi. Ok, chị lấy trắng phước để kêu mở ra, nó bỏ ra. Ok, chị My Chương. Ờ, chị My Chương nhớ rồi, lâu quá không gặp. Lâu quá không gặp bà vô bà mua dữ ngoại. Lâu lắm mới gặp bà, nhớ rồi. Nhớ rồi, à rồi, coi chị gặp gì nữa, cái này bà khóc. Rồi, đợi em xíu nghe, em theo khúc này hả? Rồi mấy chị, 50-60 kg bằng dừa. Ngày qua bán không đủ, điện không nghe máy. Rồi, thanh ton quần dài 60 ngàn. Nghe đâu, phong thanh. Phong là gió, thanh là tủn, là gió tủn. 50-60 kg bằng dừa mấy chị gái nha. Áo khoác không nón 60 kg, áo khoác không nón 60 kg, không có nón là không nón. Rồi mấy chị satin em nè, 50-60 kg bằng nè mọi người nghe. Mấy chị satin tay dài xe có 95 ngàn. À ok, 140 ngàn lấy hai bộ cho chị Út Nga luôn á thầy. Rồi xanh ton 65 ngàn cho Quỳnh Ngân, lộn, Quỳnh Lan. Lấy một bộ thôi chị, lấy hai bộ đi chị. Rồi mấy chị gái nghe, cái này em bận ngày qua đẹp mấy chị nghe, lụm anh gồ cổ như mấy chị nghĩ luôn không. 50-60 kg bằng đẹp em nè, đen 115 ngàn. Trời ơi, ngày qua chốt thấy ham luôn, chốt bộ mặn, chốt bộ mặn, chốt chốt với chị nha. Vàng 95 cho Khang Chí Nguyễn, ok. Rồi lấy đen em nói chị ơi, đen 115 ngàn anh gồ. Đây mấy chị, bỏ mặt qua chốt hết trơn. Lụa tay dài ô chị Trung Nguyễn ha, đây coi Trung Nguyễn nhiêu ký ta. Lụa tay dài 95 chị Trung Nguyễn nè. Rồi anh Thiện ơi, không coi tiếp thi ở đây. Rồi lấy chị Út Nga rồi. Rồi chứ em mới vàng mấy chị ơi. Rồi vàng sọc em 115 ngàn. Bộ 140 ngàn đỏ ok. Khang Chí Nguyễn bà mẹ nó chậm quá. Rồi 58 kg dừa, 58 kg dừa nghe chị Khang Chí Nguyễn ơi. Rồi 40-55 kg bạn đẹp mọi người nghe. Cho em mã tím, tím quần dài 65 ngàn. 40-55 kg bạn đẹp mọi người nghe, tím em 65 ngàn tím. Rồi mấy chị ơi, ôi ôi hồi sáng chị kia ơi, chị kia con chốt chưa, chị kia chưa thi, chị gì nè, bác chụp hình bộ đồ này qua nè, bác nó gán cho bác thêm một bộ này đi cho bác đi hàng nè. Con mày cãi hoài thi cái chị đó hôm mấy chụp hình cho chị nè, mày làm đơn mới đi chưa, thôi để thấm ngô. Thấm ngô á, lũ hoa nào tao chụp ton không nè ngoại. Có chụp ton không à, có nói kiếm cho bả hai bộ đi. Rồi này có đơn còn đơn không? Nè để bộ này cho chị đi, bả có đơn mới đi. Ok chị Phương Bích tím 65 ngàn, lấy chị bộ thập 140. Ok chút Nga chút rồi, không lấy bộ đầu tiên, lấy bộ đầu lên lụa dài coi là gì, không có lấy đâu lên lụa dài coi là gì trời. Bộ cái chị kỳ vậy nè, bỏ bộ của chị vậy nè, mấy chị mới comment rõ ràng, mấy chị comment vậy bấm biêu đó. Đen 115 ngàn chị Linh Nguyễn nè. Xả rồi chị lấy trong quốc ơi. Rồi mấy chị 65 nó đẹp cho em mấy chị gái nha. Bộ này là con ai da nè. Rồi cho em mã 7-95 ngàn. 65 nó là đẹp mọi người nghe mấy chị, mã 7 giùm em 95 ngàn nè. Đó à, chị lấy 7 chút 7 giùm em. Mã số 7 mọi người nghe 95 ngàn bộ. Ờ sao đúng hình luôn à. Bộ lụa dài đó. Bộ lụa dài 115 ngàn. Mọi người nhớ bấm thích trang là dễ trang em mấy chị gái nha. Rồi mấy chị, 55 nó lại đẹp nha em nè. Con hai da là 95 ngàn bộ ha. Rồi 55 đó là đẹp mấy chị ơi, mã 18. Ừ, chị nào lấy giùm em 18 mọi người nha. Mã 18 giùm em. 95 ngàn. Rồi mấy chị, 50-60 kg bằng đẹp nha. Chứ là mã đỏ con 65 ngàn mọi người nghe, cái là con Thái. Con Thái thì 65 ngàn mấy chị nha.
Cái mã đỏ Tôn Thái 65.000. Ok, tại vì comment lụa dài em tưởng là giấy bộ tay dài. Rồi mấy chị gái nha, cái này mấy chị bận như phim Hồng Kông mấy chị nha, mình bận vô rồi mình cuộc dây lại ha. Rồi mấy chị đẹp quá. Đâu có, bà đâu lấy bộ màu đen đó, màu đen là của chị Linh Nguyễn mà thi. Trời ơi, bà thi bán áo gì kìa. Còn chị Trung Nguyễn nãy tôi tưởng mới lấy bộ đó. Mã 18 thì chị Phương Bích nè. Ok, chị Phương Bích mã 18. Ai lấy mã 18 đâu ta. Rồi, đỏ 65 chị Trần Ngọc Tho. Ok, Trần Ngọc Tho. Đây cái mã 18 nè, cho chị Phương Bích. Hết xanh luôn rồi nghe mà Quỳnh Lan nghe. Có bỏ bộ kia ra thì bỏ nha, chứ hết xanh rồi, không đổi được nghe, người ta lấy rồi. Đó, nếu mà còn thì em đổi mấy chị gái nghe mọi người. Còn nếu mà mấy chị hết rồi thôi nghe mấy chị gái nghe, em không đổi được ha. Rồi mấy chị mình bạn mình cuộc dây lại vậy ha. Rồi sale luôn cho mấy chị 50.000. À lấy chớ mọi người nghe đen 50.000 giùm em nè, dễ thương ha. Đó, mình bạn mình ngủ mấy chị cuộc lại vậy nè. Như phim Hồng Kông mấy chị nghe dễ thương. Cái bản này dễ gỡ quá vậy, dễ gỡ nè, dễ thương ha. Rồi lấy bộ này cho má đen 50. À lấy đen 50 ở nhà bán hỏi kịp mà đi đâu hơn hơn. Đen 50 giùm em. Rồi mấy chị, dễ thương ha. Rồi 50-60kg bạn đẹp mọi người nha. Rồi con hai da mấy chị ơi, con hai trắng giùm em, hoa trắng. Đó, hai trắng 95.000 nha. À lấy hoa trắng, chút hoa trắng giùm em. Ôi ôi dễ thương cho mấy chị. Rồi, đen 50 cho Diễm My. 50-60kg bạn đẹp mọi người nha, trời ơi con đẹp ha. Rồi cái mã cam mấy chị ơi, cam 65.000 mã cam. Rồi 40-52kg bạn đẹp mọi người nha. Tôn vàng em mấy chị 70.000 lẫn nha. 40-52kg bạn đẹp vàng giùm em 70.000. Cái gì? Rồi mấy chị 65-67 là đẹp giùm em nè. Dạ không, tối em không có like chị yêu ơi. Rồi 65-67 là đẹp giùm em, đỏ đô 70.000. Dạ, yeah, cảm ơn chị Trần Diễm. Cam 65 là chị Phương Bích. Rồi mấy chị, vàng 70 chị My Trương. Rồi 65-67 đẹp mọi người nghe, chứ mã xanh giùm em nè. Ngày qua người ta bán không đủ luôn. Mấy chị hân đặt xong không em hái buồn dễ sợ. Rồi ai lấy xanh chút xanh mọi người nha. Xanh giùm em mấy chị 70.000 luôn. Con hai da quần lỡn 70.000 nó còn không đây. 50.000 bộ đen á. Đỏ đỏ đô 70, ok chị Trần Ngọc Tho lấy đỏ đô 70. Cái bộ 50.000 đâu thôi. Để em lấy cho chị Linh Nguyễn coi ha. Để em xíu chị. Rồi mấy chị. Ôi ôi. Rồi mấy chị 65-67 là đẹp em nè. Rồi trái mã hoa. Hoa 70.000 mấy chị. Hoa 70 giùm em nè. Có bộ đỏ đô đâu mẹ. Đây nè, bộ này đỏ đô nè. Ok, Trương Hồng. Vàng 70. Vàng đó còn. Rồi, bộ đồ chị mặc, em mặc vừa không? Chị Hoa Lê hả? Em không biết nữa nè. Rồi, lấy comment hoa mọi người nghe. Hoa 70 giùm em nè. Trời ơi, buồn rất dạ. Cái cây này em qua bán không đủ luôn mọi người nghe. Thiệt luôn, hết trơn luôn. Rồi, nhí giùm em mấy chị ơi. 65-67 đẹp em mấy chị ơi. Nhí 70 giùm em luôn nè. Chị nào lấy nhí rồi mình hoa nhí giùm em á. Nhí 70 giùm em luôn. Con hai da mấy chị. Rồi mấy chị nghe 65-67 là vừa. Chị này bả mua hồi ngày 26 mấy chị gái nghe. Mà con Thi điện chốt đơn tới bữa nay chứ còn đi mua cà phê mấy chị. Chiều ngày 26 điện chút xíu chị điện lại nghe chị mua cà phê. Sáng ngày 27 chị đang mua cà phê. Rồi chiều ngày 27 chị đang mua cà phê. Sáng ngày 28 chị cũng đang mua cà phê. Em không biết chị uống cà phê gì mà uống 3 ngày mấy chị gái nghe. Uống 3 ngày không chốt đơn được. Ê Thi, cái cây này đâu Thi, cây số 1. Ok, nhí 70 cho chị Trần Kim Tho. Ai hỏi vàng gì ạ? Anh coi cái comment không coi mà anh hỏi em. Trời hơn ơi. Vàng mấy mon ra. Em được không? Ừ, bỏ nó nhí đó.
Hôm nay chúc đơn không coi comment, xanh 70 cho Ngọc Hương nè, ok. Không lo coi. Rồi mới chạy 65 xong 7 là giờ mà ngồi nghe lụa anh gồ đùi nè, 115.000. Bỏ đi mua cà phê 4 ngày mấy chị nha. Cảm ơn. Rồi đen 50, ai comment đen 50 nè. Ờ, chị Mỹ Linh đen mà bạn vừa không? Mỹ Linh ơi, đen nó 76 và 68 chứ không vừa nghe chị Mỹ Linh nha. Đây nè, cái đen 50 còn nè. Đây mấy chị, cái này là lụa đẹp lắm nghe. Nó mà nó cục dây lùm xùm quá nên em theo mấy chị nha. Nè, đó đen 50 nè. Hồng 50 nè. Đỏ 50 nè. Đó, đây 50 ngàn còn mấy mộ nữa mấy chị nha. Trời ơi, bán bữa nay không biết lợi nhiêu mà lỗ tiền bọc mấy kilo bọc. Rồi nè mấy chị, nè hồng giùm em 50 ngàn hồng nè. Lụa đẹp nghe mấy chị, cái này Latin đẹp luôn á. Latin đẹp mấy chị nha, chừng người ta đi cà phê chòi đó, điện cho người ta hoài. Hôm nay nó điện về mà đi cùng. Hôm nay nó điện em nói mấy chị nghe là uống cà phê từ sáng tới chiều cười muốn chết luôn. Đó. Rồi ai lấy chốt 50 ngàn. Uống cà phê Nhật Nguyệt hả? Cây dứa hình như không sao nhỏ thôi. Mở ra lộ tay dài đi em. Đỏ 50, ok. Đỏ 50 cho Bình Lan bộ nè. Rồi ai lấy chốt mọi người nói chị nghe. Đó mình bận gì mấy chị nghe. Bận mình sao vô. Đây mấy chị nữa. Trời ơi, y chang là phim Hồng Kông ấy. Cái này là mấy chị biết sao không? Mình đi du lịch đó mấy chị, có khách sạn á, mình bận gì đó mấy chị. Thôi con không ăn đâu. Đây mấy chị nghe. Ó đẹp luôn, thể đưa cái bánh tiêu cho Lon coi coi này. Cái này hả, 60kg lại vừa chị. Nhưng mà em cột ẩu cột tải mấy chị về. Mấy chị cột sao mấy chị cột nha. Ai? Thấm ngô đâu có lấy đâu, đâu có bấm thấm ngô đâu, còn Quỳnh Lan mà. Cô này là, cô bảo Quỳnh Lan, cô Lan kia. Bảo bằng xe 5 mấy gì vậy? Xe 5, bảo nhiêu ký mà xe 5? Rồi mấy chị, bánh tiêu. Ai lấy bánh tiêu cho bánh tiêu, một cái 1 ngàn. Một cái 1 ngàn, Lan ơi đeo trong lon cho nó chảy nước miếng này nè. Chiên mà cũng không đều nữa, bên vàng, bên không vàng nữa. Ghê chưa? Nhớ là bắt đầu dài chứ không lẫn. Rồi 61 kg vừa không? Vừa chị Bibi. Chiến phẩm ăn được là chiến phẩm ơi. Giờ em còn hồng đen. Hồng đen đỏ ngồi nghe 50 ngàn. Mặn đồ đó bằng đêm còn gì nữa. Người ta em chỉ được không? Đây mấy chị em thấy dễ thương mà. Thấy không? Đó em bản này nói chung là mình cột chứa ngay nha. Cột cái nữa đẹp nha. Đó mình cột chứa đẹp. Ok chữ Nga 2 bộ nè. Cho con của chữ Nga. Ờ con chữ Nga bé là sáng đó. Nó có kìa em lấy bộ đồ đi chùa cho nó đó nghe chị. Rồi hàm chải nước miếng chị nước miếng. Ừ. Rồi, cái này chị Mỹ Linh không vừa đâu chị, cái này tầm 60-62 đó lại đặn đẹp. Rồi mấy chị cuộc vậy đó, đó. Rồi bây giờ em qua tới cái này nè. Ừ. Rồi mấy chị ơi, 40-52kg bạn đẹp nè em nè. Ôi hơn mấy chị nghe 70.000 cam. Nó tầm 62 đó lại là vừa đó chị. 40-52-53 đẹp mọi người nghe cam em 70.000 cam nè. Chị nào lấy cam chút cam em. Rồi xám luôn mấy chị nha, 70.000 xám. Chị Xuân Nhi ơi, còn nó không, chị Xuân Nhi em lên cho chị luôn nè. Xám 70.000 mấy chị nha, to đẹp quá. Lên liền là đi anh Xuân Trần Thị ơi. Rồi ai lấy chốt mọi người nha, đẹp quá nè. Rồi bộ gấm trắng này có 2 bộ nè. Chị nào thích màu trắng tinh khôi mấy chị nha, dễ thương lắm nè. Nó cũng 50-60kg bằng đẹp mọi người nha, đẹp quá. Rồi sale luôn cho mấy chị bộ gấm trắng này 60.000. Chịu lấy bộ chứ gấm trắng 60 có 2 bộ nghe mấy chị nha, có 2 bộ thôi. Có 2 bộ thôi mọi người nha. Rồi gấm trắng nghe mấy chị 60.
Chị Nguyễn Hằng ơi, mình mua cái gì giùm em hai bộ được không, chứ một bộ giá không được nha. Ok chị Nguyễn Hằng. Áo muốn sao vậy? Là cái gì? Chị Đông Phương, chị Đông Phương là sao? Ok chú Nga có rồi. Rồi cam em 70, xám 70 em nè. Rồi lên show lên mọi người nha. Cái này chị không bỏ này nó to. Quá thằng Linh xe lè ở đây nè. Rồi mấy chị, ôi ôi đẹp chưa. Rồi 65, 67 đẹp mọi người nha. Chốt mở hồng. Hồng giùm em mấy chị nghe, hồng hoa nè 70 ngàn. Đó. Chị Xuân Nhi yêu dấu, bà đâu rồi? Show lên mọi người nha. Rồi vô lên sale 125 ngàn bộ. Có size mọi người nha, size 1, 2, 3, 4, 5. Không có 1 nha mấy chị, 2 thôi. Rồi mấy chị 65, 67 đầy em nè. Chị nào lấy bộ này cho em mã 1. 125 ngàn mọi người nha. Show lên con cấp đẹp lắm. Này người ta bán 170, 180 bộ mọi người nha. Rồi lấy 1 lên 1 giùm em. Mã số 1. Rồi 65, 67 đẹp mọi người nghe, mã số 2. Mã 2 giùm em mấy chị yêu ơi. À lấy 2 chút 2 em nè. 135 ngàn mấy chị, á lộn, 125 ngàn mấy chị yêu ơi. Chị nào lấy 2 comment 2 giùm em. Đó. Xám cho chị Nhã Lê, xám nó 70 ngàn chứ không phải là 60 nghe chị. Hay là chị comment trắng, trắng 60 phải không chị Nhã Lê? Chị comment trắng 60 hay là xa chị? Xám là 70 nha. Xám là 70 giùm em nha. Ok chị Mỹ Linh. Ủa mạng làm như nó bị gì ta? Giờ này mới... Ừ. Rồi mấy chị 65, 67 đẹp giùm em nè. Rồi cho em mã 04 mọi người nha. Ở lấy 04 cho 04 giùm em. 04 mấy chị ơi, 125 ngàn. Xô len này hàng thiết kế mọi người nha. 04. Cái này nó có size mấy chị ơi, 2, 3, 4, 5. Rồi mấy chị, ôi đẹp ngay mã 3 giùm em nè. 6 mua đổ lên mọi người nha. 65 nó đẹp em mã 3. À lấy 3 comment 3 giùm em mấy chị ơi. Mã số 3. Để em coi còn tay dài xe bự không nha chị Hoa Lê. Tại không nhớ còn tay dài xe bự không nè. Rồi mấy chị 6 mua đổ lên nha. 65, 67 đẹp em nè. Chế mã 45. Ok 8 chị Nghĩa Lê. À, gấm trắng quần viền hả? Gấm trắng đâu có quần viền đâu lo. Ok đưa coi chút đi. Ok đưa bộ gấm trắng cho ông Thi ơi. Cái gì? Rồi tao dạy em còn có bộ này chị Hoa Lê ơi. Rồi chị 65 cái em còn có bộ tím này chị. Rồi 101 giùm em nè. Quần viền gì đâu, nguyên bộ trắng tư luôn mà lo, đâu có quần viền gì đâu. Quần viền là gì? Đây. Rồi ôi trắng đẹp ghê luôn ha. Có 60 ngàn mấy chị ơi. Rồi 60, 65 cái bạn đẹp người nghe chứ. Mã 45. Đây mấy chị người mẫu bạn giùm em á. Mã 45 giùm em. 125 ngàn sâu lem mấy chị ơi. Rồi à, chị ta lên tới bữa chị mua gì thì nhớ không? Hình như là chị mua không gắn á. Thông gắn nhật á hả? Thông gắn nhật á hả? Chị lên tới bữa chị mua thông gắn nhật á chị. Thông gắn nhật hạn chị chắc ngày mơ ngày mốt bữa kia gì đó. Nó đang dài đó chị. Ngày mốt bữa kia là 3 ngày. Rồi 60, 65 cái đồ đẹp mọi người nha. Rồi lấy bộ này cho mấy chị gái nha. Mã 7 giùm em nè. Mã 7 mấy chị gái nha. 125 ngàn không sâu lên. À lấy 7 chút 7 giùm em. Rồi mấy chị 65, 67 đồ đẹp á. Chứ mã 32. Chị nào lấy 32 chút 32 mọi người nha. Mã 32 giùm em nè. Mấy chị nha. Quá đẹp luôn. Rồi lấy 32 chút 32 giùm em. Mã 32. Rồi chị Xuân Nhi sao hết chưa? Bởi nhiều khi mấy chị biết sao, mọi người kêu em chụp không phải mấy sao không muốn chụp không mấy chị. Nó đôi khi em like mà mấy chị coi mấy chị còn ống nhiều bụng nữa. Không chỉ là em chụp. Rồi màu hồng màu đen hả? Cái 50 ngàn màu hồng màu đen quá. Ok chị Nguyễn Hằng. Ừ mạng yếu.
không đó luôn. Ok, rồi lên lộn xộn sai đi thiên ơi. Rồi cái bộ này 65kg không chừng nào lụm ha. Rồi không ai lụm mơ tụi bạn, gió bắt lạnh quá bạn luôn. Rồi 60-65kg bạn đẹp ngồi nghe chứ mã 38. Đó, ai lấy 38 cho 38 giùm em mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi ôi mấy chị nghe quần dài thè lè thừ lừ. Rồi lấy 38 cho 38 em, anh Thiện là nó thấy rồi đây, con Thiện bưng ra đây coi. Gắm trắng cho lon vàng để lên trên đi, rồi đem đồ này ra đây nè, lẹ lai lẹ đi chiều rồi trời 4 giờ kìa. Gắm trắng 80 gì cái châu, rồi hết rồi bên đó kìa. Ừ. Ok vậy gái châu, ôm thấy em đi. Rồi mấy chị gái nghe, đẹp chưa? Rồi 55-62 cái bằng đẹp giùm em mấy chị nha. Chơi mã 107 mọi người nha. 55-62 cái bằng đẹp 107 giùm em. Rồi 125.000 mấy chị yêu nha. 107 giùm em nè. Quá trời đẹp luôn. Này số 4 không hả? Này số 4 không à. Cái nhỏ là bà bạn nhiêu ký hả? À, bà Thanh Sân ơi. Chị Thanh Sân Trần Thị nhiêu ký hả? À? 50kg cả mấy 45. Cây nào số 2 á. Rồi mấy chị 60-65 cái bằng đẹp em nè. Ồ mấy chị quá đẹp luôn. Rồi chơi mã 10. 60-65 cái bằng đẹp mọi người nghe, mã số 10. Tô len thiết kế mọi người nghe. 125.000 mã 10 giùm em. Rồi mấy chị yêu ơi, 60-65 cái bằng đẹp ha. Chơi mã 11 nè. À lấy 11 chứ 11 giùm em, mã 11. Đó, tô len này có form chuẩn lắm mấy chị nghe, đẹp cực kỳ luôn. Rồi lấy 11 con 11. Rồi 53kg là bạn size số 2 nè chị, bạn size như em nè. Chết bà. Quen. Mọi người đợi em 50 giây nha. Này số 2 phải không đây? Ủa cái bộ này nằm đâu trời? Cái gì? Phải cái này không? Cái nào? Cái này gọi cái mẫu này đâu đi? À 70kg hả chị? Ok 70kg bằng số 5. 70kg bằng số 5 nghe, cái mẫu này đâu đi? Để kiếm ra. Rồi chị 53kg nè. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mọi người nha. Cái mã 19 nè. 125.000 mã 19 giùm em mấy chị. 19. Mã số 1 là cái nào ạ? Ok, Xuân Nhi mã 1. Rồi mấy chị, 50-55 cái bạn đẹp em 19 nha. Ai lấy 19 chứ 19 giùm em. Rồi mấy chị yêu nha. 50-55 cái bạn đẹp em nè. Cái mã 3. Mã 3 giùm em á, ai lấy 3 chút 3 giùm em nè. Mấy chị đẹp á, size nhỏ nha. 50-55 cái bằng đẹp em mã 3. 125.000 bộ mấy chị nha. Ồ, đây Thi ơi, bộ này nè. Ba gỡ hình bộ này nè, rồi ok. Hồng thấm. Ghi chữ hồng thấm giùm chị đi. Hồng thấm, để chữ hồng thấm Zalo rồi đăng chị biết. Ok. Rồi mọi người, buổi chiều mọi người nghe. Mình like nhanh, mấy chị like nhanh là còn nghỉ nè chị ơi. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe, mấy chị xanh đẹp ha. Rồi cho mã 75 nè. 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe, chút 75 giùm em nè. 125.000 mọi người nghe, mã 75. À lấy 75, chút 75 giùm em à. Rồi mấy chị, ủa cái này dữ luôn nha. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mấy chị nha. Chơi mã 01. À lấy 01 chứ 01 mọi người nha. 01 giùm em. 01 số lên mọi người nha. 01 chị. Ôi ôi mấy chị nghe thương không. Rồi 50-55 chứ bạn đẹp. Rồi chứ mã 02. 50-55 chứ bạn đẹp mọi người nha. 02 giùm em. À lấy 02 chứ 02. 01 cho chị Thị Kim. 01 là bộ đó đó. 01 em hết rồi. Rồi mấy chị nè, trên biên 180.000 luôn. Rồi chứ lấy comment 03 giùm em, sắc nách nha. Đẹp quá.
50-55 cái bằng đẹp mọi người nghe, 03. Chị yêu thích sắc mắt thì làm bộ này cho em 03 giùm em. 125.000 mắt chị yêu ơi. Rồi 50-55 cái bằng đẹp mọi người nghe, chứ mã 13 nè. Chị nào lấy 13 chứ 13 giùm em. Mã 13. 125.000 mắt chị yêu ơi. À lấy 13 chứ 13 giùm em. Trời ơi bộ này đẹp lắm mấy chị. Thương nha, nó phối beo nữa nha. Màu tím phối beo. Rồi 50-55 cái bằng đẹp mọi người nha. Cái mã 04. Chị nào lấy 04 chứ 04 giùm em. 04. Rồi 05. Đó mấy kiểu là đơn giản mà mấy chị bạn đẹp cực kỳ. 50-55 cái bằng đẹp mọi người nha. Rồi cái mã 05. Ok đây chị, tay 4 đây. Tay 4 này chị. Đó cái mã 27 nè. Tay 4 là 60-65 cái bằng vừa đó mấy chị. Cái mã 27 này chị yêu ơi, đẹp ha. Đó, à lấy 27 số 27 giùm em. Mã 27 mấy chị. 27. Rồi 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha. Cái mã 6 nè. Ôi ôi mọi người nghe, quá đẹp luôn. Rồi chị yêu lấy 6 chút 6 giùm em, mã số 6. À, cái bộ màu xanh xanh tím tím tay ren lúc nãy, bộ xanh xanh tím tím rồi nè. Ờ tại chị Trinh Nhi bắt đầu hoài đó thi bà vừa lo mà bắt kêu chụp hình rồi tao biết chụp hình, bắt nói tím tím tay ren vậy thi số 5 mấy vậy thi bên qua bên ở bên đó đó. Rồi đây nè, này chị phải bộ này không? Đây, bộ này 70 kg bằng được. Thấy bộ này không chị? Phải ok em nè. Ừ, anh dẹp gọn mấy cái đó trước đi. Dẹp khăn rồi đúng không anh? Dẹp dắt cam nha, dắt cam, dắt mì gì dẹp hết đi. Tô mì bánh còn nhiều không? Mấy chị có đơn quăng vô mấy chị, tô nó mì 30.000. Dắt cam vô. Vậy hả? Trời bán gì rẻ vậy? 230.000 bộ hả? Sao không có gắt nè? Còn quỷ. Nó bị chết nhanh với mày luôn rồi đó. Rồi phải bộ này không chị ơi? Phải ok em nè. Đẹp lắm. Rồi mấy chị ơi, 50-55 chứ bạn đẹp. Dạ. À, xây lớn đẹp không vậy bà Hương? Xuống nhỏ thấy cũng đẹp mà. Rồi ai lấy bộ này chứ em, mã 48. 50-55 chứ bạn đẹp mọi người, mã 48 nè. Bộ này đẹp thấy ghê nè bà Thanh Xuân. Cái này nó có số 2, số 3, số 4, số 5 chị ơi, nó không có số 1 nha chị Thu, Thu Trần ơi. Rồi, có đen với đỏ đô không? Đỏ đô thì có đỏ đô chị. Đây đen đây chị. Ủa? À. Ủa? Ừ. Mã 46, 48 gì Thanh Sân nè. Đây đen số mấy à? Là chị có đen nè. Có đỏ đô luôn chị ha, đỏ đô có, chị muốn lấy đen với đỏ đô vậy em lấy sao? Này chị đen 4 nè. Ôi ôi chị đẹp không? Đây chị yêu ơi, đen 4 giùm em nè. Đó, bà lấy đen 4 giúp đen 4 nha. Đây, hết trơn rồi. Hết trơn rồi. Rồi lấy đen comment đen giùm em, kêu nó vài bữa đi. Bà mới cầm có số 2 không? Bộ nào chị, bộ nãy nha. Rồi lấy bộ này cho mã xanh lại giùm em nè. 60 đổ lên mọi người nghe, 65-67 đầy em nha. Xanh lại giùm em nè. Ai lấy xanh lại, xanh lạ mấy chị ơi. Đó, xanh lạ quá đẹp luôn mấy chị. Xanh lạ. Rồi, ôi ôi mấy chị nghe đẹp không? 60 đổ lên mọi người nghe, 65-67 là đẹp giùm em nè. Cái mã 35. 35, dạ 125.000 bộ nghe chị Ngọc Giang ơi. Vải xô len. Rồi có đen 60 kg hôn, có luôn chị, có. Có nha. Ok, sự như ok cái bộ tím nữa kìa. Trời ơi, má nãy giờ đâu 3 tiếng hồ rồi. Mấy cái mạng nó chạy ghê thì trời ơi, cái bộ ghim nó đẹp mà Thanh Xuân ơi. 50-55 cái bạn đẹp nè, Real 2. Real 2 giùm em mấy chị ơi. Quá đẹp luôn, đen bộ đen nó ok, chị tiên hồ ok đen đó nè. Rồi nè, lấy ghim chút ghim em nè. Tại người ta bán solen mặt đầm cho body
mày mặc đơn giản giá bình dân, người ta bán sâu len mà người ta mặc đầm body. Ơ vậy là chút xíu tao bạn cái gì là ta đồ tắm mút sexy. Nói vậy ơi em thay đổi y phục nha. Ừ bộ đen 60kg hả? Không, nhớ xíu mà bộ này nhớ xíu mà. Rồi 50-55 cái bạn đẹp người nhớ chị nè, riêu 2 đẹp quá trời luôn, cái trời riêu 2. Riêu 2 dùm em mấy chị gái nha. Đen 60kg hả, để em kiếm. Đen 60kg là cao nhiêu ạ? À? Số 3 mình còn không thấy. Kiếm mới được nè. Bán đồ bộ bạn đầm dạ hội đi. Ừ, để ra bạn đầm dạ hội mới được. Rồi mấy chị, bộ này nha, 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe đầu web nè, đẹp chưa? Rồi cái mã hồng á chơi, hồng 1 giùm em nè, 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe chứ, mã hồng 1 giùm em. Ừ, cái mã gì comment mà cả buổi nó tức, ừ, thiệt cái bóng biết luôn. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp nè, xanh cổ dịch 4 mọi người nghe, quá đẹp luôn. 60-65 cái bằng đẹp mọi người nha, xanh cổ dịch 4, 125 nghìn bộ thôi. Rồi chị yêu lấy chứ em mới xây xanh cổ dịch 4 đó chị nha, quá đẹp luôn nè mấy chị. Đỏ đơn cho chị coi, ok, nãy giờ cái kéo em mất tiêu luôn. Đây nè, cái số 2 này đẹp lắm nè. Đâu rồi bà Thanh Sinh Trần Thị rồi. Đây nè, trời ơi nè bà. Đẹp chưa, 50-55 nè chị, số 2 nè. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mọi người nha. Ai lát này con mã 8 giùm em nè. Mã số 8 đó chị ơi, đẹp lắm mấy cái bạn đẹp lắm. Xanh lạ giúp cho chị Xuân Nhi cầu vô nãy giờ 3 tiếng hồ rồi nè. Xanh lạ là cái bộ này nè. Nãy giờ em lai nãy giờ 3 tiếng hồ nè mà chị Xuân Nhi mới thấy bộ xanh lạ nè cha ơi, thấy ghê chưa? Khủng khiếp thì chứ mà. Chị Xuân Nhi ơi. Cái chỗ chị bị gì vậy chị Xuân Nhi? Ok nè, mã 8 nè cho bà Thanh Xuân nè, đẹp lắm, mình tụ tụi nó bà yên tâm. Mẫu mới không mấy chị nghe. Em lấy mẫu mới không mấy chị yên tâm nè. Rồi là bà ơi đẹp không? 50-55 cái bạn đẹp nè. Mã 10 nè. Mã 10 nè. Đó, tao ok. Ừ. Rồi, mấy chị ơi ngày mai em sẽ là trang điểm và em bận đồ dạ hội lên nha mấy chị nha. Em sẽ muốn cái đầm không, em sẽ muốn một cái series dài 18 mét. Hết nữa đó hả? Hết nữa đó hả? Ồ, có mặt cái này là lo. Ê, con đứng sau. Ê, đứng sau lưng làm bảo cho mẹ coi. Đây rồi, đưa về lon, đưa ra lưng nè. Về lon ơi, 1 phút 30 giây nè. Rồi, 50-55 cái bạn đẹp mọi người nha. Chơi mã 10. Mã 10 giùm em. Rồi 50-55 cái bạn đẹp ngồi nha. Rồi chứ mã 75. Rồi 50-55 cái bạn đẹp ngồi nha. Chứ mã 75 giùm em. Anh lấy 75 chứ 75. Rồi mấy chị yêu ơi, ai thích sắc mắt lụm này nè. Rồi 50-55 cái bạn giường ngồi nha. Ở trên cái da nó có gì nữa chị nha. Đó mấy chị người mẫu bạn nè. Rồi lấy comment real nắp. 50-55 cái bạn đẹp ngồi nha. Real nắp. Đó. Riêu nách xanh lạ nách mấy chị. À lấy chốt liền đi mấy chị ơi. Riêu nách xanh lạ nách. Trời ơi mọi người nghe nó phối đỏ đô đẹp không. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mọi người nghe. Đỏ đô phối giùm em nè. À lấy đỏ đô phối giùm, đỏ đô phối. Mấy chị dễ thương chưa. Trời ơi dễ thương mọi người nha. Đỏ đô phối nè. Rồi 50-55 cái bạn đẹp mọi người nha. Chốt em mã 16 nè. 16 tay lỗi gì nữa ha. À lấy 16 chứ 16 giùm em. 125 nghìn bộ người nghe mã 16. Riêu nách cho bà My Trương nè. Rồi mấy chị 50-55 cái bạn đẹp nè. Rồi chốt em mấy chị ơi mã 63. À, số 4 của chị theo em ước tính nha. Tầm 200 triệu. À, chị Sơn Nhi giờ này bà mới cười với mình nè. Người ta nói hồi nãy giờ 4 tiếng ngồi rồi. Cái khúc này bà cười là tôi hết mất cười nổi rồi đó. Rồi. Ai à, lấy dấu mọi người nghe. Mã 63. Dạ cảm ơn chị Tiên Nguyên yêu dấu nghe. Trời ơi mừng thấy ghê chưa. Em nói với chị rồi. Khách gục của em là nói gì nè.
Chừng nào chị cũng đợi nha mọi người, nghe còn khách mến đây nè. Trời ơi, lâu quá tôi quên bộ đồ luôn rồi. Dù càng lớn càng ngọng quá. Trời ơi, cái chị nghe cổ đẹp chưa? Rồi lấy mình hồng đá, 50-55 cái bạn đẹp hồng đá. Có nghe chị Ngọc Giang ơi, ai lấy hồng đá chút hồng đá giùm em. Nắng có 68kg không? Hình như có đó chị. 68 thì bạn số 5 nha, chị Nghĩ Linh có lấy đó thì chốt em nè. Trời ơi mấy chị nè, bộ xanh đen số 5 mà đẹp cực kỳ nè, 70kg đấu lại giùm em nè. 65-70kg bạn đẹp em nha. Rồi chơi mã 80. Giờ này anh Lon nó kêu Du là anh Du nó ngủ 8 giấc nữa rồi. Bạn không nhận ghê thiệt chứ thấy. Rồi chơi mã 80 mấy chị ơi, mã 80 giùm em. Sâu len thắt nách khó không hôn có chị. Rồi cái này cây ủa sao cái này nó lộn xộn. Mấy chị 50-55 cái mặt đẹp nè mấy chị ha. Chị nào lấy bộ này chốt em mấy chị ơi. Rồi ơi mã số 4 Rio 4 giùm em. Bộ đang mặc có 65kg không? Không biết nữa nè chị ơi. Em không biết nữa nè, em tìm từ từ ra nè. Rồi có số 3 không? Xanh đen hả? Em cũng không biết luôn. Rồi lấy em đây mấy chị ơi, riêu giùm em nè. Ơi đen mấy chị nào kêu đen nè. Đây nè đen 60kg nè mấy chị. Chị nào nói đen 60kg đâu. Đây 55-60kg bằng đẹp mấy chị gái nha. Đó Mina em đi đua cho kêu Mina đứt chạy. Rồi đen 60kg giùm em nha mấy chị gái nha. Đó ai lấy đen chút đen giùm em. 55-60kg bằng đẹp mã đen. Rồi mấy chị 60-65kg bằng đẹp nè. Chớ em mã tím nè. 60-65kg bằng đẹp mã tím giùm em. Ai lấy tím chút tím mọi người nghe, tím đẹp quá. Tím xe 4 60-65kg bằng đẹp tím xe 4 giùm em nè. Ôi ôi mấy chị nghe, chị nào mua đen là bạn có bộ này nè. Lấy sắc nét em xem. Đây chị 68kg là bạn bộ này vừa nè. Đây sắc nét kiểu quét luôn, 68kg nè chị yêu ơi. Rồi lấy xanh nách. Đây chị 68kg nè chị gái nha. Bà lấy chứa em xanh này giùm em nè. Đẹp cực kỳ. Cảm ơn chị Kim Như Lê. Chị còn đơn đây, ngày mai em gửi hàng luôn nha. Tại sáng điện chế thay ba biết cách vừa gọi hiện đang bạn uống cà phê chà đường gì đó nha. Em ở Chợ Già Muối Tăng An Giang nghe chị sáng mốt ơi. Rồi xanh nách đưa cái nách ra ngoài mọi người nha. Cái gì em cũng có bán hết trơn mọi người nghe. Thun, tôn, cái gì em cũng có bán hết trơn. Trời ơi, cái bộ size số 4 nó đẹp gì đâu luôn rồi mấy chị. Rồi 60-65 cái bạn đẹp mọi người nha. Cái mã hồng 4 mấy chị, hồng 4 giùm em nè. Trời ơi, quá đẹp mọi người nha. 60-65 cái bạn đẹp hồng 4. Mã 80 cho chị Ngọc Giang. Chị Sơn Nhi, bây giờ chị Sơn Nhi cho em thấy còn em chị Sơn Nhi chắc chị Sơn Nhi nấu cơm chín luôn rồi đó. Em mà thấy chị Sơn Nhi chắc chị cơm bà chín luôn rồi. Rồi mấy chị gái nghe, 60 đổ lên, 65-67 đẹp giùm em nè. Chế mã 51. Ok, cảm ơn chị Kim Như Lê nè. Chế mã 51 mọi người nghe, mấy chị thấy bữa nay Bình Dương em gửi nhanh không, như tàu quả siêu tốc mọi người nha. Rồi, ai lấy comment mã 51 giùm em nghe. Hồng có nhỏ không hả? Đây lên cây số 2 có mới được. Này số mấy à? Này số 3. Rồi mấy chị ơi, quá sang luôn. Cái này mấy chị bạn là kiểu mình đi chợ được kia rất là sang nha. Đi chợ, đi siêu thị mọi người nha. Đi uống cà phê, cà pháo được kia đó. Rồi chị Trang Thị ơi, cái đen nãy em đưa chị đó chị được không? Rồi mấy chị, 60 đâu lên, 65, 67 là đẹp nha em nè. Tím 4. Đó, tím 4 mọi người nha. Ai lấy chốt mọi người nha. Mã tím dồn đơn. Có là nãy chị ra trước không? Ok chị Ngọc Giang. Gấm trắng 60.000. Trời ơi, cái gấm trắng em like cái đây tiếng gửi đồng hồ rồi. Hết trơn rồi chị Trang Thị ơi. Rồi mấy chị gái nghe, ai lấy cái này coi em mấy chị gái nghe. Tím 4 giùm em. Ok đưa cái bộ đen lại cho chị Trang Thị coi mấy chịu không. Cái đó đó đó. Cái xe máy hả? Để chị ghê chọn xe máy. Chị nhiêu ký hả chị Ngọc Giang ơi?